Ổn không mọi người ơi, còn bị lag không nhở? Ê, sao thấy bắt đầu tụt ping dần dần này? Mình để cái livestream này ở riêng tư nãy giờ, bây giờ mới public ra thì đang không biết rằng mạng nó sẽ lag nữa không. Xin chào tất cả mọi viewer mới đến. Hơi lag á? Nani the fuck is this? Tại vì hôm nay mình sẽ có rất là nhiều trò chơi muốn chơi cho mọi người. Hello mọi người nha, hello mọi người. Hey, what's up? Ổn rồi à? Tạm ổn à? Được rồi, hello anh em. Này sao? Ổn không? Vẫn ổn không? Ok. Hơi mờ á. Thật ra là ok mà nhờ, mọi thứ nó vẫn ok. Nếu mà các bạn mờ thì các bạn có thể chỉnh sang Full HD để xem cho mình nhá. Thấy là mọi thứ ổn rồi này. Ok rồi á. Tất cả những anh em ở trên live, cái gì trên màn hình vậy anh? Chính là mọi người đó nếu như mà các bạn không để ý tên đây này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ nhấc bạn Linh Đan lên. Đây này, đây sẽ là bạn Linh Đan. Ném vào tường này, đấy. Hiểu vậy. Hello anh em. Cái này là cái mới ở trong livestream của mình. Đây, ví dụ mình nhấc bạn gì đây? Thông Vũ hả? Ném đi này. Nhấc bạn Dũng Chôn ném đi này. Không, mình nhấc chính mình này đây. Chính là mình đây, ok. Hello mọi người nhá. Nhắc lại thì các bạn cần phải là người đăng ký kênh của mình thì các bạn mới được xuất hiện ở trên này. Ok. Và thỉnh thoảng là nó sẽ spawn lại. Thỉnh thoảng là nó sẽ spawn lại. Tại sao nó lại có logo của Twitch? I don't know các bạn, I don't know. Nhưng mà vấn đề là không có Twitch. Mình không làm Twitch nhưng mà mình setting kiểu gì. Đây mình có thể thả bom xuống cho các bạn. Để nhìn các bạn bị nổ này. Đấy. Chết nhá, chết nhá. Hello tất cả anh em, hôm nay mình có mấy thứ thông báo cần quan trọng này. Nhầm, mấy cái quan trọng cần thông báo. Hay bị nói vấp lắm, hay bị nói bị nhầm. Chưa từ bỏ hả anh? Thôi được rồi, từ nếu như mà các bạn xem mình buổi livestream ngày hôm qua thì chúng ta đều biết rằng Junomali, cái trò mà chúng ta ai cũng biết và chúng ta ai cũng rất là thích trò đấy. Chắc có mỗi mình tôi là thấy trò đấy nhưng à, thôi được rồi, đấy là cái cảm nhận của tôi thôi. Thì các bạn biết rằng hôm qua sau khi tìm được 19 chìa khóa nhá, 19 chìa khóa nhá. 19 chìa. Thì tôi bị trap vào trong một cái lồng. Và thậm chí là tôi đã làm short về cái vấn đề đấy rồi. Tôi định là tôi livestream luôn. À, tôi bảo tiểu tôi drop trò đấy luôn các bạn ạ. Tôi định là tôi drop cái trò đấy luôn. Nhưng mà chúng ta có một người đã đến để cứu rỗi cái sự nghiệp của tôi. Đó là bạn tóc trắng. Và sáng ngày hôm nay, cái người cứu tôi lại không phải là cái hãng game. Người cứu tôi cũng không định cứu tôi nữa. Tôi không định là kiểu chơi lại nữa, tại vì các bạn đều biết cái trò này nó khó như nào, nó rất là rắc rối để làm. Nhưng mà tóc trắng các bạn ạ, sau khi gặp cái pha đấy, nếu mà các bạn chưa biết cái pha tôi đang nói là gì thì các bạn có thể xem lại ngay cái livestream ngay trước đó để các bạn cập nhật tình hình ngay trước đó thôi. Hôm nay thì bạn tóc trắng, một W viewer của tôi đã inbox cho tôi và ôi bạn này công nhận tình. Trong trường hợp mà bên Junomali không phản hồi, đây là file save. Tôi phải nói với cả bạn luôn là bạn này bạn tình ác luôn các bạn. Bạn Lê Trần Hoài Nam, bạn đã gửi cho tôi một cái file save game 19 trên 20 key spawn đang đứng sẵn ở chỗ con mèo mà em đã speed run cực mạnh để trao cho anh. Vãi cả. Tôi thề là bạn làm điều này trong đêm và sáng bạn gửi cho tôi tin nhắn này. Bạn này tình, tình thì thôi luôn. Tình thì thôi luôn. Các bạn nếu như mà quan tâm đến series này thì có thể ấn một tin nhắn đó là cảm ơn tóc trắng để cho mấy cái con Among Us ở trên màn hình nó cảm ơn tóc trắng để mình tri ân đến người chơi Trần Lê Hoài Nam aka tóc trắng trên livestream Duy Lê được không ạ? Cảm ơn tóc trắng đi mọi người. Tóc trắng thực sự đã cứu cái series này của tôi và bây giờ tôi chỉ cần giải mã cái ván con mèo. Thật ra mọi thứ nó cũng rất là công bằng với tôi thôi đúng không? Tại vì đấy, tôi cái đấy là tai nạn mà. Nhưng mà cảm ơn tóc trắng nhá. Tóc trắng xứng đáng được sự tôn trọng. Cảm ơn tóc trắng. Ok. Mấy con Among Us chạy màn hình gỡ cảm ơn tóc trắng buồn cười. Cảm ơn tóc trắng đi mọi người ơi. Thế tôi sốc vãi. Và chúng ta đã được cứu để ngày hôm nay tôi sẽ lại truy cập vào Junomali.
phá đảo cho mọi người. Of course anh em ơi, of course. Yêu luôn tóc trắng à? Ủa, thế thì máu quá nhở. Được em. Thế nhá, xong cái phần coi như là như thế rồi. Thật ra là đấy. Quá là tình cảm đến từ tóc trắng anh em ạ. W viewer, respect to tóc trắng nhá. Tóc trắng đã cứu tôi một mạng. Bây giờ thì tôi không được. Cho anh em nào không biết về file save là cái file mà các bạn hoàn toàn thể tải trên mạng để các bạn tải về để hoàn thành quá trình chơi game. Đấy, nếu mà các bạn là game thủ thì chắc chắn là các bạn biết tôi đang nói về cái điều gì. Nếu mà các bạn không phải game thủ thì chịu rồi. Không biết làm nào. Cho nhỏ tiếng, cho nhỏ tiếng. Ok. Bây giờ tôi chỉ còn đúng phần con mèo và phần boss thôi. Best viewer of the year. Yes sir, best viewer of the... Ui, bạn còn đứng sẵn cho tôi ở cái chuồng con mèo. Xong rồi bạn đi xếp. Xong rồi bạn mới mới đưa cho tôi. Ui. Tiếng game to quá hả? Ơ thế á? Cả... Thôi được rồi nhá. Tôi sẽ làm đúng cái bổn phận của mình. Tại vì Duy Lê thì không drop các bạn. Duy Lê thì luôn phá đảo. Ơ, thiếu của anh một cái bóng đèn rồi em tóc. Duy Lê thì luôn phá đảo. Poppy Playtime, Juno Mali. Không còn què gì cũng được các bạn. Tôi sẽ phá đảo, sau đó chúng ta làm cái chó gì thì làm. Ok. Trước tiên thì tôi sẽ tắt mấy con Among Us này. Rất là đáng yêu phải không ạ? Nhưng mà tôi sẽ phải tắt đi đây. Để cho nó không bị nhiễu. Nó không bị loạn cái màn hình. Ảnh hưởng đến cái trải nghiệm xem game của các bạn. Được rồi mọi người ơi. Lại lag rồi á? Vãi cả bill. Đang thấy đường truyền nó thông báo là ok mà nhở, sao lại lag các bạn đùa tôi đúng không? Chắc chắn là đang đùa tôi. Ok chưa? Nếu như ngày hôm nay mà cứ kiểu thế thì đúng là cái trò này nó không có duyên với tôi thật. Thế thì tôi sẽ chỉ phá đảo. Sau đó là thôi kệ kệ nó vậy. Đờ loát được luôn. Thế á? Nào quốc đi ăn. Nạp tiền vào đón hết rồi tao. Bà là ba la ba la. Bê lê bê lê bê lê. À đâu. Trời ơi, tôi để cái thanh chat của cái livestream trước. Xong rồi tôi tưởng là các bạn bảo lag. Có lag đâu nhở. Nhưng bình thường vào ok chơi nào. Chúng ta hãy hoàn thành nốt Juno Mali. Ngày hôm nay tôi sẽ hoàn thành nốt Yulo Mali nha các bạn ơi. Xin lỗi các bạn nếu tôi phát âm sai. Đi. Quá mấy ngày rồi. Chưa bao giờ chơi một cái trò nào mà nó lại phá đảo lâu như trò này. Mèo to ác, có mèo cắn mình không nhỉ? Hỏi gì vậy? Chắc chắn là nó cắn mình rồi. Giờ sao? Khoan đã nha. Để xem nào. Chúng ta cần phải vào kia. Nếu mà muốn vào đây tôi sẽ phải ở mấy cái máy kia tôi bắn sang. Thôi kệ mẹ nó đi thôi các bạn. Tính toán gì nhiều. Không phải tính toán gì. Tóc trắng không biết vào livestream chưa? Tóc trắng bảo là làm cho tôi cái quả đấy xong là... Hả? Ê nãy giờ... Ê... Ê bay về đây là sai rồi mà. Bay về này... Bay về đây thấy giống sai lắm. Được. Ê có đúng không nhỉ? Em bay theo cảm tính thôi nhá. Không rõ đúng hay không. À, thông báo với cả anh em một điều đó là Hà Nội đang nóng, đang kiểu lạnh không ra lạnh, nóng không ra nóng, nóng cho nên là tôi xin phép được khoe bộ outfit tôi ngày hôm nay. Tại vì công việc làm ở nhà cả ngày không một ai nhìn. Cho nên là quần áo là một thứ gì đấy nó hơi thừa. Nhưng mà đây tôi sẽ khoe các bạn outfit ngày hôm nay. Trong những trường hợp là rồi xong công đoạn. Tôi mua quần áo, tôi mua quần áo. Tôi cần được nhìn. Chặt sơ. Nhưng mà đấy, lát nữa chắc khả năng là tôi sẽ phải cởi nốt cái áo khoác này ra. Bạn tưởng tôi lên stream hôm nay với dáng vẻ thanh lịch à? Không phải đâu.
Không phải đâu các bạn. Nóng lắm, trời nóng lắm. Quầy Duy nghĩ nhá, Duy nghĩ nhá. Duy nghĩ là Duy có thể đầu tiên lên trên này, xong rồi từ bên này bắn sang đây. Từ trên này có thể nhảy xuống được. Tại vì trò này đấy các bạn biết rồi, nhảy xuống thì nó sẽ không chết. Hoặc là chúng ta có thể sang bên này. Chúng ta có thể sang bên đó bằng cách, có cái thanh nào bắn sang đấy không nhỉ? Chưa thấy có cái ván nào bắn được sang bên đó. Thôi cứ đi đi đã, khám phá map đã rồi dần dần nó vỡ dần ra anh em ơi. Cái vỡ ở đây ở đầu tôi nhá, dần dần nó vỡ ra. Có trượt không? Hay là đáng ra mình phải bay ra đây? Từ từ, đi sang đây rồi này. Muốn lấy cái ở đoạn... Ui, đứng tránh xa tôi ra cu. Nhảy đến đây là nó có thể với tôi và tôi có thể chết nhá. Ok, ok. Lên trên tầng này đi. Lên trên tầng này đi ha. Đứng tầm này, đứng tầm này là đẹp. Nào. Qua cầu. Nhảy. The fuck. Trò này nó chơi vào cùng một cái guồng rồi thì nó sẽ dễ hơn. Chứ bây giờ chơi lại từ đầu thì nó cũng hơi alo alo một tí các bạn. Kiểu chưa khởi động ý. Mau quá tiền. Nạp tiền vào donate rồi bao. Thực ra em speedrun vào chưa, vừa ngủ dậy bật game chơi luôn, tại đêm qua bận làm vid nên ca chơi The Sims mặt cười. Lúc em gửi anh là em vừa ăn cơm vừa up dry đấy. Tóc trắng em ơi, em không cần phải donate nữa em ơi, sự đóng góp của em đó là một cái gì đấy điên rồ. Respect tóc trắng đấy mọi người ơi, mọi người cảm ơn tóc trắng đi. Có tóc trắng như là hôm nay tôi mới chơi được tập cuối đấy. Các bạn có thể ở đây rồi các bạn chửi rủa tôi mỗi lần tôi chết ngu. Nào, sao lúc nào nó cũng phải sang đây mà. Cậu mẹ bạn tóc trắng này tuyệt vời thực sự mà. Từ từ lên tầm này thôi. Lại skill ì su. Trò này mà cũng skill ì su thì chịu rồi. Tôi đố là trò này ai mà chơi kém có thể bị chỉ trích luôn đấy. Trò này hầu như ai cũng sẽ kém với trò này. Trò này lừa lắm. Trong trường hợp các bạn mà chơi trò này giỏi tuyệt vời, các bạn 10 điểm. Bay ở đây được không? Tôi chết con mẹ. Tôi chết rồi. Là sao? Nản ý là sao? Có cái gì nhầm lẫn đây không nhở? Tôi nãy giờ làm đúng không nhỉ? Có đúng một màn này nữa thôi. Màn này là màn mật mình né làm. Tại vì mình nhìn thấy cái con này nó là cái con mèo rất là to. Và đấy, vấn đề là ván nữa cho nên là cũng lười nghĩ. Cho nên là làm đến cuối cùng. Ui, mình khuyên các bạn nếu mà chơi trò này mới... Ui dồi, thôi chơi tránh ra ta. Nếu mà mới chơi trò này các bạn nên đến thẳng cái thủy cung nhá. Ở đấy là sẽ có free hai chìa khóa các bạn. Free đấy. Cái đấy màn đấy nó dễ lắm. Không gì phải nghĩ đâu. Rồi bắn đây này. Chạy đây.
Đây 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 đây. Cái dis. Khó chịu vậy nè. Có mỗi cái cuối thôi, làm cho nó nhanh nào. I'm gonna go Super Saiyan for this shit anh em ơi. Đây sẽ là cái mũ chai hạt của tôi, từ giờ nó sẽ là cái mũ chai hạt của tôi trên kênh. Khi mà Duy đội cái mũ này vào, các bạn phải hiểu là Duy đã chuyển sang chế độ Super Saiyan. Tức là Duy không đùa nữa nhá. Nói chung là khi cái này vào rồi, tức là Duy đã hóa Saiyan, siêu Saiyan và không đùa nữa. Ok. Mày hiểu chưa cô? Đi nào. Siêu say ra rồi mà. Kiểu gì cũng sẽ bay vào đây thôi. Em tưởng là tóc anh, chính là tóc anh mà em. Anh cắt tóc xong rồi anh nhờ thợ người ta làm đấy. Thôi rồi anh nói dối đấy, anh mua 60.000 được chưa? Tầm này thôi được không? Tầm này nó bắn lên đây không? Ôi. Đừng có giết tao khi mà tao đang Super Saiyan mà. Cái nhở. Mấy cái con mèo này. Dạ. Thôi rồi Gojo whatever các bạn ơi, whatever. Whatever, Gojo cũng được, không sao, Gojo cũng được. Mà sao anh em bảo trò này ra lâu rồi mà tôi mới thấy cái trailer hôm trước tôi lên trên YouTube, tôi kiểu muốn vào xem người ta edit cái trò này ấy. Mấy cái cinematic các kiểu ấy. Ủa có tận 5 con mèo cơ. Tôi mới thấy nó ra đây 6 ngày trước mà. Tức là trò này nó hot 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 luôn đấy anh em. Đâu phải là ra trước Poppy Playtime đâu. Chạy ra đây ha, chạy ra đây. Nhảy ra đây ha, rồi. Rồi, bình tĩnh cool. Xếp lại đi. Không mất bóng đèn nào này. The fuck? Gì đây? Gì đây? Tao... The fuck? Không hiểu. Gì ác thật. Đi. Rồi, đầu tiên là như vậy đi ha. Mau quá đi ăn. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Là Super Saiyan giữ chưa mặt cười. Đang Super Saiyan mà. Không đùa nhá, không đùa nhá. Lần này tôi nghĩ là tôi sẽ là cái lần thử cuối cùng. Chúng ta chỉ cần phải chơi trò này lần... lần thử cuối cùng, chưa phải là lần chính thức cuối cùng. Đừng nhầm, đừng nhầm. Đâu. Chơi liên tục 3-4 ngày hôm nay rồi tao lại thua chúng mày à? Mau quá đi ăn. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Cây bi phở bỏ em đi anh, ba. Em tên là gì em? Em tên gì em ở đâu, 3 tuổi em? Được chứ, được chứ, được chứ. Kết bạn ngay. Tôi nhận ra rằng là tôi sẽ để... Nào, quốc đi ăn. Nạp tiền vào đón hết rồi bao. Anh. Em.
Tôi nhận ra rằng tôi sẽ để cái Facebook của tôi ấy là một cái chương trình, là một cái cơ sở kinh doanh. Anh em nào muốn kết bạn, thật ra là đấy, phải có tí bôi trơn thì chắc là sẽ được thôi. Giống cái bạn ban nãy, tôi hỏi ngay tên mà, yên tâm. Một kết bạn cần đấy thì khác gì kinh doanh anh. Nó là chuẩn mà. Đây rồi, lên được. Bây giờ vấn đề là tôi sẽ bay lại kia. Tôi nghĩ là tôi sẽ bay lại kia. Yes, tôi nghĩ là tôi sẽ bay lại kia. Cái này nó sẽ cho tôi sang đây. Xong từ bên này tôi sang kia, đúng không? Mau quá tiền, nạp tiền vào đó hết rồi bao. Lê anh tan phát nha anh, ba. Ờ em ơi, được em. Ok. Được được em ạ, được em ạ. Anh làm được, kết bạn với em là điều anh đã mong muốn từ năm ngoái rồi. Năm nay mới có dịp, được rồi, em ơi, chắc chắn là làm được nhá em nhá. Thôi rồi làm mẹ trên livestream cho nó nóng đi. Cảm ơn Tấn Phát em ơi, Tấn Phát set giá sàn cho kênh anh em ơi. Đâu, tên em là gì, Lê Huỳnh Tấn Phát ở đâu xem nào. Cảm ơn em đã set giá sàn nhá. À chắc chắn là tôi sẽ phải kết bạn với Mũ Trắng nữa, cảm ơn Mũ Trắng. Kết bạn Mũ Trắng cái. Lê Trần Hoài Nam này, ủi Mũ Trắng éo cho kết bạn luôn mà không có nút kết bạn. Tệ thật. Ok, Lê Anh Tấn Phát à em? Tên nghe mẹ khó để mà không giàu thật. Éo gì Tấn Phát thì... Tấn Phát à? Tấn Phát là nghe như kiểu là chuẩn bị ra võ nhờ, kiểu Tấn Phát. Đấy kiểu, đứng Tấn một phát ấy. Đứng Tấn là Tấn Phát. Lê Anh Tấn Phát. Em là Lê Anh Tấn Phát. Có phải đây không em? Em đây không em? Có phải em đã kết hôn với Vũ Gia Tuệ? Số điện thoại em là 0329 655 316 mà lại còn làm việc tại Garena Free Fire và TikTok không hả em? Tấn Phát này là... Thôi rồi. Chắc là đây là em rồi, có gửi lời kết bạn đây rồi. Thôi rồi, để đính chính lại các bạn nhá. Đó là Lê Anh Tấn Phát. Không hề sử dụng số điện thoại 0329655516 đâu nhá mọi người ơi. Đấy, nếu mà các bạn định trêu thì tôi phải đính chính lại là không, bạn không dùng đâu. Chắc thế, không biết được. Rồi, ok Tấn Phát ơi. Lần sau nếu mà muốn kết bạn thì đấy, cứ thế mà làm nhá. Anh không chắc Facebook rồi này nó hay tự hủy kết bạn này mà anh chả biết được. Tôi nghĩ là tôi đã bay đằng kia. Nếu mà may mắn thì đáng ra phải thế chứ đúng không? Nó sẽ phải len tôi ngay đại kia chứ đúng không? Đi không? Phải được. Phải được. Phải được. Suy được. Rồi cái phương án đi sang đây nhảy nhảy là không được đâu nhá các bạn ơi. Làm rồi. Bỏ đi. Bay lên trên tầng này này. Nó là bay lên trên tầng đó đó. Bay lên trên tầng này đấy. Yes sir, đúng rồi. Này có nhìn giống có mình có thể nhảy xuống luôn được nhỉ. Đấy. À. Thế thì hiểu rồi. Nào, quá tiền. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Anh Duy ACP em chưa anh mặt cười. Không em ơi. Không được, không được rồi. Cố tí nữa, cố tí nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy đến đó và từ cái tầng 3 đấy là mình sẽ nhảy được xuống luôn. Là đây. May mà đã save game. Con gì to thế nó không cắn mình à? Chắc chắn là cắn em ơi. Chắc chắn là cắn. Nó được đặt ở đây để cắn mình mà em.
Làm ơn đừng bắt tao phải nhảy mấy cái ván gỗ này nữa. Bắt tao nhảy suốt. Tao gô rô rồi. Xem lại. Chúng ta còn một cú nhảy nữa để làm. Đây tầm này thôi ha. Tầm này thôi. Mau quá đi ăn. Nạp tiền vào đồ hết rồi bao. Em tưởng em ở trong list friend của anh rồi chứ nhỉ, mặt cười. À, em được ở thêm trong khoảng một tiếng nữa em ơi. Một tiếng nữa thôi nhá. Thế thôi. Nghe em bạn bè gì, bạn lâu quá. Tầm này thôi ha, tầm này thôi. Là đẹp rồi. Là lên được rồi. Nhìn giống nhá. Cái này là tôi không biết là phải không, nhưng mà nhìn giống tôi có thể nhảy xuống đây luôn. Nhưng mà nó có cắn tôi không đây? Con này nó to thế, nó có cắn tôi không? Nhìn giống lắm các bạn. Nhảy được xuống luôn đấy. Đúng không? Xếp vào đã. Trong trường hợp nếu như mà nó không phải, đây không phải là cách nó hoạt động ấy, thì tôi có thể làm theo những cái bước sau. Từ đây này, tôi bay sang kia. Không, 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 từ đây bay sang kia là chết chắc. Từ đây tôi phải bay làm sao được ra bên này. Xong từ bên này tôi sẽ bay sang bên này thì mới được. Hello Phương Khanh Lâm nhá. Hello bạn. Chào mừng bạn đến với hội viên kênh Duy Lê nhá. Từ từ nhảy luôn đi. Mau quá đi. Đạp thì bảo đón hết rồi bao. Hay là mình làm bạn tiếp đi anh Duy. Cái lời nói của em, cái lời nói của em đang vô nghĩa lắm em. Em lời nói của em nó đang đến 30% của sự có nghĩa rồi. Em hiểu không? Em hiểu ý của anh không? Đấy, nếu mà em hiểu thì rất là tốt nhá. Sẽ rất là già sáng dạ đấy. Thông minh. Đóng góp cho xã hội. Rồi xong. Có cắn tôi không? Hỏi ngắm cái chó gì nữa nhở? Tạm biệt. Ok. Chia. Thắng rồi. Thắng rồi. Ăn tao đi. Nó không ăn tôi nhưng mà mấy đứa con nó ăn. Mau quá đi ăn. Nạp tiền vào đồn hết rồi bao. Hello Ang Duy Lê mặt cười. Chào Happy Oof nhá. Hôm qua đi học sớm xong rồi không xem được hết livestream đúng không? Rồi 20/20 chia xếp chưa? Tôi xếp chưa nhỉ? Duy Lê, cảm giác của anh đã ra sao khi anh tìm được 20 triệu? Mau quá đi ăn! Nạp tiền vào đón hết rồi bao! Đúng ước đó rồi đó anh. Ok, anh biết là đúng mà em ơi, anh biết là đúng mà. Anh biết là đúng mà, cảm ơn Lê Huỳnh Tấn Phát nhá, mẹ mày giàu ác. À không, đây không phải câu chửi, đấy là một cái câu ấy thôi. Không phải chửi đâu em ơi. Tuyệt đối không bao giờ anh chửi những người như em, anh hứa. Mau quá đi ăn! Nạp tiền vào đón hết rồi bao! Tình cảm anh em mình mà anh không hủy kết bạn em đâu nhỉ, mặt cười. Hên xui lắm em ơi. Nhưng mà em đến được 50% của cái sự thành thật rồi nhá. Em Hoàng, em là người sống tình cảm nhưng mà em đến được 50% sự thành thật rồi. Em Hoàng, em sống tình cảm mà các bạn. Nhưng mà mới tình cảm được 50% thôi em ơi. Làm nốt cái tác vụ đấy đi để đừng để anh nói nhiều. Cái gì nhở? Đang có cái cuộc phỏng vấn với anh Duy Lê khi mà anh hoàn thành 20 chìa mà đúng không? Ừ. Tôi đã trải qua được nhiều điều, các bạn học được nhiều thứ khi chơi trò này. Ê nhưng mà bây giờ phải đi đâu? 20 chìa trên 20 rồi. Tôi từng bị con này nhai đầu, từng có cả giai đoạn biến thành cả chó. Bài học ở đây rút ra đó là never give up. Và hãy cố gắng trở thành một YouTuber để người khác chơi hộ bạn nữa. Không ngờ ngày hôm qua các bạn, hôm qua mà các bạn như tôi là đúng là các bạn xịt keo cứng á, chả làm gì được. Cảm ơn vì tôi có một kênh YouTube, cảm ơn cuộc đời. Ê nhưng mà bây giờ phải đi đâu? Ê trời đây cái... Thấy yêu cái cộng đồng này thật. Thấy các bạn kiểu ngố ngố ấy, hâm hâm nhưng mà các bạn lại rất là tốt.
kiểu ngố vãi, kiểu tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ làm điều đấy cho bất kỳ một ai cả, nhưng mà kiểu các bạn ngố đến mức các bạn làm thế giúp tôi đáng yêu vậy. Cảm ơn mọi người. À cảm ơn tóc trắng, cảm ơn tóc trắng. Mau quá đi ăn, nạp tiền vào đồ hết rồi bao. Em sống tình cảm mà anh ơi, nên em cũng hiểu anh. Phết mặt cười. Em chưa hiểu anh rồi, em lại mới hiểu anh được 70% thôi em ơi. Anh nãy giờ anh đếm mà mày chả hiểu gì à em? Em mới hiểu anh được có 70% thôi nhá. Đâu rồi nhỉ? Fuck. Tóc nhìn border vậy, được không bạn? Anime nhất có thể rồi đấy. Ê, tôi phải đi đâu nhở? Ê, tôi bị con này dọa. Sủa. Đi anh chứ 20 trên 20 rồi mà. À, siêu đi anh chứ 20 trên 20 rồi mà. Đọc nhầm. Tao đang định chửi. Sorry, sorry. Là anh nhầm, lỗi anh, lỗi anh. Tự nhiên lại bảo, tự nhiên bắt tao sủa, điên à. Hóa ra là siêu. Su, 20 trên 20 rồi, 20 trên 20 rồi. Mau quá đi ăn, nạp tiền vào đồ hết rồi bao. 100 chưa anh ơi, em hơi bị tình rồi đấy. Thề luôn, em Hoàng này nhá, là một trong số những viewer xem tôi từ những cái ngày đầu tiên. Các bạn có thể thấy là màn hình hiện tại là đang có 1.900 ông đang theo dõi. Nhưng mà em Hoàng thực sự là người đã sát cánh cùng Duy Lê từ ngày mà Duy Lê mới có 90 người xem, 50 người xem. Có hôm xuống có 30 người xem. Em Hoàng em vẫn đấy em comment. Phải nói là tình cảm của tôi với cả em ý nó khó diễn đạt bằng lời lắm. Thật. Dù cho sau này mọi điều nó có thay đổi đến đâu, mọi thứ ngoài kia nó như nào, anh em mãi là anh em Hoàng ạ. Nhá em nhá. Tôi cũng chỉ cần không nhiều view, không cần nhiều viewer, chỉ cần một vài bạn như bạn Hoàng thôi là tôi view tôi vui rồi. Không cần nhiều. Quan trọng là cái tình các bạn hiểu không? Ở ngoài ở xã hội này nó quan trọng là cái tình. À kìa. Nhưng mà bây giờ phải đi đâu? Bây giờ tôi có 20 trên 20 chiều rồi ha, thì tôi sẽ phải tìm cửa sắt. Tôi sẽ phải tìm cửa sắt. Mà đoạn đầu game đáng ra là nó phải cho tôi vào đấy, nhưng mà tôi thề các bạn. Nói về đường xá với Duy Lê thì đúng là chịu rồi, Duy Lê không bao giờ nhớ đường, không bao giờ thuộc. Ơ anh em mới vào livestream cho xin like. Anh em mới vào livestream cho xin like nhé mọi người ơi. Like của mọi người là những gì tôi cần, like của mọi người là những gì tôi yêu quý. Cảm ơn mọi người. Bạn có thể thể hiện sự ủng hộ của mình bằng việc like. Không cần gì nhiều. Ui. Không cần gì nhiều nha anh em ơi, chỉ cần nhiều like thôi. Ơ à, đi đâu được nhở? Không hiểu. Mở map á? Really? Ờ được nhở, đúng rồi, mở map. Vậy thì có mark được chỗ mình cần đến không? Me see. Để xem nào. Anh đá thế con. Đây là cái khu gì đó. Kệ nó đi. Đây như là khu thủy cung. Không phải à? Không phải khu thủy cung. 2.000 mắt xem rồi. Cảm ơn mọi người đã có mặt nhá. Cảm ơn mọi người. À đây rồi. Đây là chỗ chúng ta cần đến đây thôi. Và đó là một pha phá đảo Zunomali. Ok, let's go. Chiều này to. Nãy giờ tôi vác cái chiều này trên lưng rồi tôi đi đến đây á. Điều. Hello HPL hay nhá, đã đến với gói người nhà. Hello bạn. Đây rồi.
Tao cứ xếp lại đã, tìm đường cũng đủ mệt rồi. Ok. Thắng rồi này. Chú. Cái gì đấy? Úi dồi. Tôi thấy có gì đó đang di chuyển anh em. Nó có thở nhá. Tôi soi được của nó một cái sát khí rất là lớn. Mấy cái này để làm gì? À, mấy cái đèn này thì tôi đã test nhá mọi người. Cái đèn này thì các bạn chỉ cần vặn cho đến khi nào nó là đèn màu xanh thôi là được. Xếp lại đã, mới vặn được 3 đèn thôi, cứ xếp đã, chắc cô. Di chuyển đi bạn ơi, di chuyển ra bên kia đi. Bạn di chuyển ra bên kia cho mình đỡ mệt. Con này nó giống cái con mèo của ở trong Pokemon nhỉ các bạn nhỉ, cái con mèo mà nó có cái gì ở giữa trán này. Ờ giống vậy. Giống vãi trưởng. Làm nốt để tao còn chuyển kênh. Kênh tao chơi trò này 4 hôm rồi mèo. Mèo hiểu không mèo? Người ta bắt đầu bảo tao vắt sữa rồi. Trên thực tế là tao có vắt. Nhưng mà mày để tao làm nốt. Chết còn mãi. Chết. Ôi. Nhìn na ná cắt nát. Thật ra là nhìn giống hệt đấy chứ. Có na ná đâu. No, nhầm, quit. Anh cứ nhắn tin vậy. Nó ghê quá. Mình có nào. Mình phải bật đèn lại từ đầu hả? Mình có tấn công được nó không nhỉ? Các bạn để tôi kiểm chứng một điều nhá, tôi có vặt được bóng đèn ở mấy cái cột này không đã? Từ từ. Hết sức căng thẳng đấy. Được nhá, vặt được. Tôi đang nghĩ là như này anh em. Tôi nghĩ là cái series này tôi cũng khá là hay. Nhưng mà sắp tới tôi sẽ tải hết tất cả những cái gameplay ngày vừa rồi của tôi ở trên YouTube xuống. Yeah, chúng ta sẽ làm thế để tôi ghép nó thành một video dài giống như những cái gì tôi đã làm với Poppy Playtime, thành một cái video hoàn chỉnh cho mọi người ở trên kênh YouTube. Hay là các bạn sẽ thích xem lại livestream của tôi nhỉ? Xem lại livestream thì nó có một cái gì đấy nó hơi... Và chắc chắn là cái pha cứu mạng tôi của tóc trắng sẽ được cho vào video đấy. Hay là các bạn muốn xem lại theo kiểu series nhỉ? Tôi thích là làm theo kiểu tải về làm video dài hơn cho mọi người. Làm lấy cái Zunomali rơi vào tầm 2 tiếng rưỡi là đẹp, đúng không? Xem YouTube anh ơi. Xem stream thôi à? Ồ, thế xem stream thôi nhá. Đỡ mệt cho tôi, ok. Ok, được rồi. Chỉ sợ các bạn chê xem livestream thì nó dài. Tại vì cũng có nhiều bạn bảo tôi là livestream dài quá anh ơi. Except thì nó cũng không lưu lại cho mình mấy cái đèn. Cũng chả cần phải xếp quá. Sẵn sàng này. Ồ, một đèn xanh. Là tốt. Con mèo đâu nhỉ? Ê. Con mèo chả còn nữa rồi các bạn. Thánh tìm bug game đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Very good.
Tất cả cảm ơn ngài mèo các bạn ơi, cảm ơn ngài mèo. Chả còn nữa rồi. Tôi tìm bug game của Poppy Playtime, tôi có đã tìm được. Cả phần 1, phần 3 tôi đều tìm được bug. Tôi tìm luôn được cái bug game của Juno Mali lần này lần thứ 2 rồi. Sau cái vụ bị nhốt vào chuồng vào đây. Chả còn con mèo nào nữa cả. Mèo ở trên đầu á. Ôi chịu rồi. Ôi cứ thế mà làm thế đỡ phải rón rén anh em ơi. Làm như tôi nhá, cuối game đấy cứ thế mà làm. Thắng luôn đi. Tên họp. Có cái cinematic nào cuối game không? Xong rồi con này nó chết luôn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Juno Mali chính thức kết thúc. Cảm ơn sự phục vụ của bạn và chúc mừng sự thành công của bạn. Tao chỉ được xem thế thôi à? Sau cái quãng thời gian tao chơi cái trò này, đấy là tất cả những gì tao được xem. Cảm ơn vì đã. Ô văn kê anh em ơi. Xong rồi đấy. Thôi tạm biệt đây mọi người nhá. Đùa đấy, từ từ. Ê thế còn cái trò chó gì để xem? À khoan. Còn một cái game gọi là cái game That's Not My Neighbor anh em. Tại vì để tôi giải thích, để tôi giải thích. Chúng ta sẽ chơi That's Not My Neighbor. Đấy. Hàng xóm song trùng ấy. Cảm ơn tóc trắng nhá. Một lần nữa phải cảm ơn tóc trắng. Tóc trắng giúp anh rất nhiều cáo này. À, anh em xem livestream có đang bị bật quảng cáo không? Có nhiều lần tôi thấy các bạn xem livestream và tôi bị bật quảng cáo. What the hell? Ending ngắn vậy, thế thôi. Đã xong rồi. Đó là Juno Mali. Xong rồi. Thế thôi. Thế rồi. Ừ. Hả? À, cũng không cần phải hóa Zoro làm gì nữa. Không cần phải hóa. À. Khi nào cần trai hát thì tôi sẽ đội lại cái mũ đấy. Cái trò hàng xóm song trùng anh em. Tại vì nhá, có cái vấn đề như này. Đó là cái con hề mà nó cứ hỏi tôi. À cái ông ăn mày mà cứ hỏi tôi về cái ý nghĩa cuộc sống ấy. Là có câu trả lời. Nào quá tiền. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Chúc ăn duy lê buổi tối vui vẻ nha mặt cười. Chúc happy hour buổi tối vui vẻ nha em ơi. Ơ thế là kết thúc game rồi à? Đùa. Cũng có cái gì đấy nó hơi. Thế tôi cũng không biết phải diễn tả như nào. Thật ra tôi định hú lên nhưng mà sợ bạn điếc tai. Đợt này hay hú nhiều quá. Cái hàng xóm song trùng đấy có một cái ông ăn mày. Mà có nhiều bạn ở phần bình luận bạn bảo là ông ăn mày đấy là thực sự là có câu trả lời cho ông ý. Hôm nay anh em mình sẽ đi tìm nhá. Được không nhỉ? Bớt game nào quá tiền. Nạp tiền vào đón hết rồi bao. Anh vui là được. By the way chat trên màn vẫn đang đơ. Và by the way em mở kết bạn rồi. Hì mặt cười. À ừ nhờ chết chan mạng. Chết. Chat trên mạng. Từ từ. Đợt này hay bị nói vấp các bạn. Các bạn biết vấn đề là gì không? Tại vì tôi đang nghe âm thanh từ đây. Để tôi giải thích cho các bạn về cái vấn đề nói vấp của tôi. Ngày xưa tôi đi làm sale. Cái vấn đề nói năng lưu loát thì chắc là cũng không kém ai cả. Nói năng rất lưu loát. Nhưng mà bị cái đó là một thời gian làm YouTube này, bị cái kiểu là vừa lồng tiếng ở đây, tiếng game nó cứ dội vào tai xong rồi cứ nói chuyện ấy. Thế là nó bị nói xong rồi nó bị ngắt quãng nhiều, thế thành thói quen anh em ạ. Các bạn là tôi khuyên nếu các bạn sử dụng máy tính để nói chuyện chơi game các thứ với bạn bè Discord thì các bạn nên mở loa lên. Để bị đỡ bị kiểu nói chen ngang. Xong rồi nó bị nói vấp. Nó ngắt quãng các thứ như vậy. Thì nó sẽ tiện lợi hơn. Bật lên cho các bạn này cho vui nhá. Bật cái này lên đi. Cái này tôi thấy hài phết. Các bạn thích nhân vật nào? Cái này nó có thể cho các bạn trở thành bất kỳ một nhân vật nào. Tức là các bạn có thể là Among Us. Các bạn có thể là. Đây mấy con chạy chạy này. Khá là hài.
Để đây đi ha. Nhưng mà hình như hiện tại là hơi đông. Among us. Đấy, tóc trắng này, hello tóc trắng. Thấy tóc trắng rồi này. Hello, hello. Út tóc với tao. Vứt thằng này. Có chơi lại cái Hello Neighbor đấy không ta? 1k 5 người không sợ lag sao anh, mình giới hạn lại rồi. Từ từ nhá. Thế để tôi xem này, cái setting. Uầy, vâng, hello Chiết Lê. Cảm ơn em vì cái donate của em trên YouTube. Như này đi, để tôi thử. Cái app này rất là hay. Ví dụ như mà tôi muốn chỉ có hội viên được xuất hiện thì sao? Chỉ có hội viên được xuất hiện thì sao? Nó có làm đúng như kỳ vọng không? Hiện tại ở đây là có bao nhiêu hội viên nhỉ? Như thế thì sẽ chỉ có hội viên xuất hiện trên cái màn hình chạy chạy như thế. Có mỗi mấy ông hội viên chạy chạy này. Hay nhở. Các bạn nhớ đăng ký hội viên để được chạy chạy màn hình Zile nhá các bạn. Khá là buồn cười đấy chứ. Sad boy này, Hoàng Siêu, mấy anh em này. Nhưng mà hơi lỗi phông. Được, mà hay nhở. Hay nhở, khuyến khích thành hội viên Zile nhá các bạn ơi. Chưa đăng ký hội viên là làm nhanh 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 cái tay. Lên màn hình đứng cho nó VIP. Các bạn thích cái không? Thật ra đang không khều đâu nhá, đang vui vui thôi, tôi đang test cái app này. Khoan, nếu mà tôi muốn có nhân vật của Dragon Ball sao? Dragon Ball sao? Bạn muốn thành Goku không? Pokemon có luôn. Ngon. Cái này hay này. Spider-Man hay này. Hay vậy. Connect. Và chúng ta sẽ có mấy nhân vật của. Đầu tiên là Dragon Ball trước nhá. À không không, sai rồi sai rồi sai rồi. Đầu tiên là như này, login detail, bot comment, mini game. Có cả game để cho các bạn chơi trên này luôn. Các bạn có thể chơi ở đây luôn ấy. Các bạn có thể chọn cho mình nhân vật luôn, nhưng mà nó là cái lệnh gì nhỉ? Nó là cái lệnh gì? Có lẽ là tôi sẽ tìm hiểu sau mọi người. Import được cả âm thanh. Hay thế nhở? Anh Duy Anh có chơi Lazaret không? Con game đấy hot không em? Hot thì anh chơi luôn. Để xem nào. Blockman, Crewmate, Krillin, Gohan. Hả? Cái này sao? Thằng nào đây? Stella. Attack Duy Lê. Làm được à? Làm được mà nhờ. Ngầu. Anh em mình có những cái mã lệnh để các bạn chơi ở trên màn hình này của tôi luôn á. Yo, hôm nay tôi mới tìm hiểu 10 phút thôi và thề. Cái này hay phết. Kiểu các bạn có thể attack tôi ấy. Cái mã lệnh đấy đâu nhở? Anh em có thể làm theo tóc trắng nhá. Tóc trắng đang làm khá là hay. Đừng quên là các bạn phải trở thành hội viên thì mới được xuất hiện trên này nhá. Rồi, có hơi công nghiệp quá không anh em ơi. Ok, thế các bạn chơi ở đấy thì là việc các bạn. Có lẽ là mình sẽ làm tí Hello Neighbor. Nhưng mà làm Hello Neighbor thì mình tắt cái này được nha anh em nhá. Mình tắt cái này nhá. Phải nói là mô đồ Goku ở trên này nó không quá đẹp. Mô đồ Goku trên này không quá đẹp này. Thằng nào đây? Hoàng Thị Thu, đi ra chỗ khác đi.
Stealth, thằng nào vừa nãy tấn công tao. Cho ngay quả bom. Mọi. Đố mà chạy, đố mà chạy, đố mà chạy. Gì này? Đây là ai? À, đây là máy tự spawn. Ok. Cái này là gì? Tặng một ngôi sao này. Hả? Không hiểu. À, cái này là khóa chân các bạn lại hay sao ấy? À không phải, à đây rồi, đây rồi, đây rồi. Sorry, từ từ. Despawn nó đi, despawn nó. À, xin lỗi nhá, các bạn bị khóa suốt đời rồi, không làm gì được. À, ngầu vãi. Thì cái app này hay phết. Hãy trở thành hội viên để được xuất hiện trên này nhé anh em ơi. Hello, Chiết Lê đã đến với hội viên. Welcome em gia nhập với cả hội crewmate ở trên màn hình. Welcome. Hello, ăn nhăng nhăng. Chào mừng bạn đến gói người nhà nhé các bạn ơi. Hài phết. Cách tuyệt vời nhất để gạ các bạn vào hội viên. Gạ Thách Duy Lê mãi vậy. Như các bạn có thể chơi được game với cái stream avatar này luôn, hình như các bạn chơi được game với nhau trên màn hình của tôi luôn ấy. Ừ, nói cái hội viên nhiều hẳn thì kế hoạch là vậy mà, kêu hội viên đỉnh hết, bú ít thôi thôi để bú thêm tí thôi. Rồi mọi người ơi, that's not my neighbor nhá các bạn. Thế thì mình nghĩ là mình sẽ quay video và sẽ không bật được cái trò này nữa đâu. Rồi nhờ download này. Chúng ta sẽ phải có một số cái câu hỏi cần phải trả lời cái ông đấy. Lần trước mình có chơi cái trò này và xuất hiện một cái ông gọi là cái ông ăn mày, thì ông ấy cứ hỏi tôi về ý nghĩa của cuộc sống các bạn. Ok, em có thể chào mấy anh em. Mấy anh em ở trên màn hình là hội viên của kênh Duy Lê nhá các bạn ơi, các bạn có thể chào YouTube không? Tại vì bây giờ tôi đang quay video YouTube rồi. Các bạn hoàn toàn có thể chào YouTube, chào viewer của tôi. Mấy cái người mà các bạn đang thấy trên màn hình chạy chạy đấy là hội viên của kênh Duy Lê các bạn. À, đấy mình chỉ giới thiệu qua thế thôi. Chào YouTube đi mọi người, chào đi. Lời chào các bạn sẽ được gửi đến video của tôi đây. Có chào không? Có chào không? À, sao nó không hiện chat nhỉ? Có mà nhỉ? Mấy thằng người quay kìa. Well, nói chung là tôi đang quay lại video lúc đang livestream. Thì cái ông hàng xóm, à cái ông ăn mày đấy yêu cầu chúng ta một câu trả lời mà tôi vẫn chưa tìm được. Nghe nói nó là một cái gì đấy rất là thú vị, cho ngày hôm nay chúng ta hoàn thành nốt với tựa game đó. Không phải là hàng xóm của tôi hay là hàng xóm song trùng, hàng xóm chung sòng gì đấy, nhưng mà để vào hơn nào. Và khi mà tôi vào game chơi và quay thì chúng ta phải chào tất cả mấy anh em crewmate trên màn hình. Bye mọi người đi, bye bye. Tắt đi cái. Để lát nữa gặp lại nhá. Chờ tắt luôn cả cái màn hình livestream rồi, chờ xíu. Để đây đi ha. Để đây đi ha. Ok. Bắt đầu chuỗi hành trình phát hiện Doppelganger nào. Hôm nay nhiệm vụ khá là căng đấy. Tôi sẽ phải chơi đến khi nào tôi tìm được cái câu trả lời đó. À, thật ra tôi cũng khá là quên nhiều nút rồi. Hy vọng là vẫn còn nhớ đủ nút. ID này. Kiểm tra các cái ấy này, danh sách hôm nay khá là đông.
Ở đây, nói với ông ăn mày phát. Chính là ông này này các bạn. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Vũ trụ và tất cả mọi thứ. Like and subscribe. Không chuẩn xác rồi anh em. Thực ra với kênh mình thì chuẩn xác, nhưng mà ở đây thì không chắc rồi. Các bạn nhớ like video và subscribe nếu các bạn cảm thấy video hay nhá. Ủa thôi, chỉ thằng này. Anh đi đâu về đây anh? Từ từ tôi sẽ hỏi nó vài câu hỏi để chờ nó phát cáu lên. Thấy anh là không giống ở trên ảnh lắm này. Dùng app chỉnh sửa gì mà ngoài đời trông khác biệt vậy anh? Người giao sữa à? À thế à? Để xem nào. À, anh này không nói được thành lời luôn ạ. À? À thế à anh? Tại sao anh không có ở trong danh sách ngày hôm nay vậy? Nó không cáu anh em ạ. Nó sẽ chỉ hùm hùm đấy thôi. Thậm chí là nó cũng sẽ không thể nói được mấy cái câu cáu cáu, tại vì nó không biết tiếng người các bạn. Và chắc chắn nó là một song trùng, và chúng ta sẽ phải báo cáo nó lên sở cảnh sát rồi. 3312 đúng không nhỉ? 3312. Mới vào game mà căng thẳng vậy. Bạn đã liên hệ với DDD. Có một nhóm đặc vụ đã được gửi đến tòa nhà. Hãy chờ đội lau dọn. Ở đấy thì các bạn xem phần trước các bạn sẽ biết rồi. Anh em kênh chat đừng spoil cho tôi cái câu trả lời. Thực ra nếu các bạn xem các video khác ở trên các kênh YouTube khác thì các bạn sẽ biết câu trả lời rồi. Cái đấy là điều rất là đơn giản. Nhưng mà tôi muốn tự mình tìm cơ. Và tôi muốn biết lý do tại sao nó lại là cái câu trả lời đấy. Thì kiểu tự mình tìm nó hay hơn chứ đúng không? Rồi bây giờ chị này là trông có vẻ giống người bình thường này. My nigga. Ôi chết rồi, sợ hát thế. Hello Gloria Smith 698-522-341-150 à chị ơi, chị tầng mấy đây? Ok. Có ngày hết hạn. Có ngày hết hạn của chứng minh nhân dân này. Gloria Smith F0201. Tôi là cư dân của tòa nhà, tôi làm nhân viên ngân hàng. F0201 hình như là, theo tôi nhớ không lầm, là tầng 201. Có chồng là Arnold Smith 698-522-341-150. Đầu tiên nhá, về mặt ngoại hình ha. Chúng ta đã nói về mặt ngoại hình ha. ID sẽ check cuối cùng đi, tại con số đấy nó khó nhớ hả mẹ. Mặt ngoại hình thì chị này chuẩn xác này. 698-522-341-150. Có nốt ruồi bên tay trái. Chuẩn rồi. Không, nhưng mà tay trái nếu mà chụp ảnh. À thế chuẩn rồi. Chị này ở tầng 2 làm ngân hàng, ok. Về cái phần diện mạo là chuẩn này. Entry request là chuẩn này. Ok. Có ở trong cái danh sách ngày hôm nay không? Chị ra ngoài đăng ký trước cho chị ơi. Không, em phải thiêu chị đấy. Gloria Smith 0201 có trong danh sách luôn. Appearance, entry request có trong danh sách. ID là cái thứ cuối cùng chúng ta cần phải kiểm tra. ID trùng rồi thì vẫn phải gọi điện cơ mà anh em, cứ thông cả thông thả đi nhầm. 698-522-341-150. 698-522-341-150 nhá. 698-522-341-150. Ok. 5123. Theo lý thuyết thì nếu mà đây, chị ý và chồng đều ra ngoài cho nên theo lý thuyết bây giờ gọi điện là sẽ không phải không một ai được phép nghe máy. Nếu mà không ai nghe máy thì là ok. 5123. Nếu mà có một người phụ nữ nào đó nghe máy thì chúng ta buộc phải thiêu chị này rồi. Ôi giời, không ai nghe máy cả. Ok, tôi đoán là chị này legit các bạn ơi, chị này legit. Tích tích tích. Cho phép chị đi qua, mời chị. Khóa lại ngay. Lần trước tôi quên không khóa cửa và một cái thằng rất là danh mãnh nó tự chạy vào.
Ê, xong lát sau nó đâm vào cổ tôi phát, tôi vẫn nhớ bây giờ vẫn đau. Chào buổi chiều. Đây là Miastone. Sao cho anh em nào ở trên cái video cũ bảo tôi đọc tên chị này nghe hay. Cảm ơn bạn, tôi cũng biết giọng tôi cũng hay. Cảm ơn bạn. Miastone 7895645215. 7895645115. Chị này thì ở tầng 301 và có chồng là một vị bác sĩ này. Mia Stone. Đầu tiên là diện mạo chị này rất dễ bị nhầm nhá. Lần trước tôi chơi rồi và diện mạo chị này người ta đóng cũng gần giống đấy, cho nên là mắt này, mũi này, môi này. Làm nghề giáo viên, ok. Rồi, đã khai đầy đủ ở trong cái tờ này rồi. Chị này là chị là một người giáo viên. Ê, nhưng mà cái ván này tôi gặp ông ăn mày rồi thì lát nữa ông ấy có quay lại không? Đấy mới là cái vấn đề quan trọng của cái buổi quay này mà nhờ. Đúng không? Thôi về phần diện mạo nha. Diện mạo ổn. Về phần diện mạo là ổn. Bảy tám chín năm sáu bốn năm hai năm một một năm. 7 8 9 5 6 4 5 2 5 1 1 5 này. 7 8 9 5 6 4 5 2 5 1 1 5. Ok, ID là đúng này. Được nha chị ơi. Entry request. Chị này chị cũng nhận chị là giáo viên rồi. Là chuẩn này. Có trong danh sách ngày hôm nay không? Cái này khá quan trọng. Và sau khi hoàn thành bước đấy tôi vẫn phải gọi điện nữa cơ. Cho nên là anh em cứ thong thả đi. Có Mia Stone tầng 301. Rồi 301 chúng ta sẽ complete the checklist này. Excellent. Được rồi, để gọi điện đã. Bình tĩnh, đừng vội. Đi đâu mà vội chị ơi. Khả năng là chị vẫn có thể bị thiêu nếu như mà chị có cái thái độ nó không tốt chị ạ. Thái độ với em thôi chị ạ. Tại sao tôi là một người bảo vệ mà tôi được quyền thiêu bất kỳ một ai nhỉ đây? Tôi hoàn toàn có thể thiêu nhà vật lý Dr. W. Afton, tại vì tôi cảm thấy là hơi nghi nghi thôi nhá. Đấy là cái quyền hạn của một người bảo vệ chung cư vào những năm 1975 các bạn. Kệ đi. 1425 này, gọi điện phát. Các bạn sẽ không bao giờ muốn mua một căn chung cư vào những năm 1975 đâu các bạn. Hoàn toàn có thể bị thiêu một cách. Và từ từ quên quên số điện thoại rồi, từ từ. Chờ tí không phải vội mừng. 1425 tao thấy mày mỉm mỉm cái này 1425. Rồi. Xin chào. Vợ tôi đang không ở nhà. Chị này hình như là legit. Chị này hình như là hàng chuẩn. Chị này là hàng hiệu. Chị này là uy tín các bạn ơi. Mời chị đi cho. Xinh gái quá nhở. Khóa lại ngay. Đâu có quả gì cho tôi nữa nào. Chào buổi chiều. À, cho những anh em nào mà kích vào cái livestream này vì thumbnail Junomali nhé mọi người, thì để tôi giải thích. Tôi vừa phá đảo xong rồi. Và một buổi livestream thì nó không nên ngắn quá như vậy, cho nên là tôi đang phải quay thêm content cũng như là làm thêm video bằng việc là chơi tiếp cái trò này để tìm cái đáp án như nào, thì đấy theo ra video các bạn sẽ biết thôi. Các bạn thông cảm, tôi không phải là tôi lừa các bạn. Đã phá đảo rồi. Ok, coi như là đã phá đảo rồi đấy. Không phải là coi như là phá đảo rồi, từ từ anh chị request. Hỏi ngay, ok. Đây là McLoy Root Boys. McLoy Root Boy. Một quý ngài ở trong tòa nhà này, một cư dân của tòa nhà đi về nhà, đi shopping về. Trong ảnh thì là không đội mũ. Nhưng mà để xem nào, tầng 303. Ở đây không đội mũ. À đây, ở đây nó có nốt cho chúng ta là luôn luôn đội mũ, cho nên là mũi này, mũi to này, có một cái goatee. Goatee là gì không biết. Hút thuốc này, có râu. Mọi thứ đều rất là legit rồi anh em ơi. Appearance này, entry request này, ok. Có trong danh sách ngày hôm nay không ạ?
Có trong danh sách ngày hôm nay luôn, 303. Cho thêm quả quái vật nào đi chứ, cứ gặp người bình thường này ngứa cái tay quá ta. Hay là thiêu vội một người nhỉ các bạn ơi. Hay là thiêu vội một người nhỉ? ED. Chín sáu bốn năm một sáu một tám bốn sáu một một chín chín sáu bốn năm một sáu một tám bốn sáu một một. Cụ chờ cháu tí nhá, cháu cũng già rồi tay hơi chậm. Sáu một 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 tám bốn sáu một một. Cụ này cũng hàng chuẩn này, để gọi điện nốt phát thêm nào. Cụ này hàng chuẩn lắm các bạn. Cụ này ở tầng 303, số điện thoại 4242. Trường hợp xấu là cụ ý tự nhấc máy lên trả lời thì thằng cha này chết luôn với tôi. Hoặc là trường hợp tốt là con trai trả lời. Nhà không ai nhấc máy cả. Khá là legit anh em ơi. Hoàn thành tờ này đi. Cụ này là hàng chuẩn rồi, cụ này là hàng hiệu. Cụ này là chất. Ok cụ. Khóa cửa này. Ai vào đi ạ? À không không không. Để người khác. Tôi tưởng là Mia Stone trông khá là giống ấy. Selena Cái tên Đức nhất các bạn có thể đọc được trong cái tờ này rồi. Selena 0104 này. Selena. Ngày hết hạn của cái này là 1980. 785 613 269 514. 785 613 289. Anh chỉ cần hỏi trong trường hợp nó không có trên danh sách thôi, còn ai mà anh nhớ là đã cho vào. Ô, sao cái gì đấy? Tự nhiên lại rút tin nhắn đi anh. Serena Surf. Bắn choáng được. Bật bật đề. Selena Surf 0401. Selena Surf 0401 này. Chị này ở tầng 0104. 785 613 269 514. Đọc lại nhanh không quên, đọc lại nhanh không quên. 785 613 269 514. Thực ra là tôi đọc nhanh không làm gì cả, tôi lại quên rồi anh em ơi, check lại nào. Xe lên ạ. 785 613 269 514. Đúng rồi, ID là chuẩn. ID là chuẩn. Diện mạo. Selena shop có một cái nốt ruồi ngay bên má phải. Mũi bé này. Người thì là thanh mảnh. Cổ dài và có một người chị sinh đôi. Rồi nha, 6996. Số phong thủy nhất đấy. 6996, 6996. Có trong danh sách. Sao khó gõ vậy? Mau quá đi ăn. Nạp tiền vào đồ hết cho tao. Hello, đây là Illinois đây. Chị tôi đang không ở nhà. Lại một quả hàng chuẩn nữa các bạn. Các bạn biết vấn đề về mấy cái người hàng chuẩn đến là gì không các bạn? Là nó chán ấy. Tôi phải thiêu ai đó thôi. Rồi, mời đi qua cho. Phải thiêu ai đó thôi. Sao nhìn giống người bình thường quá vậy nhỉ? Robusky Bitchman. Mãi chả có quái vật. Đeo về em. À, quên không show ID à? Được rồi, cứ để ID đây đi ha. Đeo về đây em. Ê khoan đã, nhưng mà người ta hoàn toàn là nếu như mà không có trong danh sách ấy thì họ có thể có những cái lý do đặc biệt. Cái đấy trường hợp đấy gặp rồi, với kinh nghiệm của người bảo vệ lâu năm thì đi về nhà. Nhưng mà cũng không. Thôi rồi, chúng ta sẽ hỏi nhé. Chúng ta sẽ hỏi tại sao không có trong danh sách ngày hôm nay vậy.
Tôi không có trong danh sách ngày hôm nay ư? Ừ. Ốp lục 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 À, tôi nghĩ có một lỗi gì đó lục lục nó lục 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 đáng ra tôi phải ở trong danh sách. Hỏi thêm nhiều nữa đi. Diện mạo của ốp lục anh lục kiểu lục gì lục đây lục anh? lục lục Nên lục gọi điện lục về nhà anh em ơi, lục khả năng cao không tôi thiêu nhầm mất. Từ từ nào. Anh trai này là ở tầng 102 2668. Bây giờ gọi điện thì nên là bố anh nhấc máy và bảo anh không có nhà, hoặc là có một cái lý do gì đó hợp lý cho cái việc anh ấy vắng nhà. 2668 này, xem nào. Thiếu luôn á, trời ơi các bạn ơi. Sống phải có cái tình chứ. Amboski đang nói đây. Em trai tôi đang không ở nhà. Amboski à? Đây hoàn toàn là có thể là hàng hàng chuẩn. Ông này cũng không có trong danh sách. Nhưng mà anh trai bảo ông này không có ở nhà. Chúng ta sẽ phải kiểm tra trường hợp này kỹ này các bạn ơi, không thì chết mất. Hoặc là nếu mà đau đầu quá thì hoàn toàn là có thể thua thiêu luôn. Mà thôi, không ai làm thế cả, bình tĩnh. ID là đúng rồi. Diện mạo là đúng rồi. Entry request thì đúng rồi. Nhưng mà không có trong danh sách ngày hôm nay. Nhưng à, cái ông vừa gọi cho tôi tên là Amboski đúng không nhỉ? Xin lỗi Amboski, nhưng mà có thể là cái người soạn ra danh sách sai, nhưng mà tôi sẽ để em trai ông chết thay vì tôi. Xin lỗi, hết sức thông cảm, hết sức thông cảm. Nó hơi chênh vênh tí nhưng mà nó hơi chênh vênh một tí, nhưng mà phải làm vậy, thật thật sự là phải làm vậy mà. Kìa đừng trách tôi. Ơ kìa, phải làm thế các bạn, nếu là tôi các bạn sẽ làm thế thôi à. Chào buổi chiều anh dai mũi dài nhá, anh Roman Stinsky 4839240569 84. Anh này expire date là 1968. Anh đừng làm những cái gì khiến em não em nó hơi rối là em thiêu anh luôn đấy, em vừa làm rồi. Anh này ở hàng xóm của cái người chúng ta vừa thiêu luôn. Nhìn anh giai mà vừa mất em trai này. Cũng tội ha. Anh giai này thì là one eyebrow, một lông mày, đội một cái mũ. Ở đây có đội mũ không? Ở đây không đội mũ này. Có gì đó sai sai. Có cái sẹo ở bên cằm phải. Không có sẹo này. Thôi rồi, gần như chắc chắn ông này nhá. Cái sẹo nó không thể tự nó biến mất được, hay là vừa mới đi thẩm mỹ về. Vừa đi thẩm mỹ về à anh trai? À mới ra ngoài để làm lại cái ID mới à? À để hỏi nhá, hỏi dần dần này. Ừ, ID. Khó chịu hộ cái. Rồi. Tức là ID là chuẩn. Diện mạo anh nào đấy anh? Mũ của anh, sẹo anh đâu rồi anh? Mũ là cái gì á? Thế thì chịu rồi. Mũ là cái gì thì khó cho bạn. Khó cho bạn lắm bạn ơi. Đúng rồi anh ơi, thằng đấy nó không biết mũ là gì anh ạ. Nhố nhăng. Mũ không biết là gì, chịu. Bạn có thể tiếp tục công việc của mình rồi. Ok. Nhưng mà cái vấn đề đó là chúng ta vẫn không biết cái câu trả lời cho cái ông ăn mày. Anh ơi, ban nãy có thằng nó giả vờ làm anh ý. Em thiêu luôn rồi anh ạ. Bây giờ anh mới về à? Anh có trong danh sách ngày hôm nay không? Anh có này, Francis Moset. Francis Moset 23556941895. À, anh này ở tầng 302 23556941895. Mũi dài. Nói chung là đẹp dai, không phải tả nữa, nói chung là đẹp dai, ok. Gọi điện cái nào 4122. ID thôi chả check nữa đâu. ID là cái check phiền nhất trên đời này. Appearance, diện mạo cũng khá giống.
Mau quá tiền, nạp tiền vào đồ hết rồi bao. Chào ngài và mọi người nha. Chào In nha. Chào In, hôm nay vào hơi muộn nhá In. Short hair này, tóc ngắn, đội một cái mũ, cằm mỏng. Mắt thì luôn luôn là mệt mỏi, đi giao sữa là mệt đấy anh. Đâu xem nào, anh thì ở 030 đẹp trai và sống một mình. Đẹp trai và sống một mình, chưa cưới vợ. Thì đáng ra bây giờ tôi sẽ check bước cuối thì nên là không ai nghe máy. Danh sách các thứ có rồi. Có trong danh sách ngày hôm nay rồi, có entry request là một người giao sữa rồi. Thật ra nếu mà nhặt, nếu mà giả trang thành ông này thì thấy cái sữa Milkman đấy là biết thừa làm giao sữa rồi, cho nên là thôi kệ đi. Để gọi điện phát cuối anh ơi, bình tĩnh bình tĩnh, chưa đi đâu mà vội, hoàn toàn là vẫn có thể bị thiêu này. 4122 4122 tín hiệu tốt rồi, mời anh đi qua cho nãy giờ chưa. Tôi muốn nhìn thấy những cái nhân vật mà nó xấu và nhìn nó dị. Ok, đừng có cho tôi người chuẩn nữa, thêm một người chuẩn nữa là thiêu luôn, không phải nghĩ nhiều này. Có chuẩn không đây? Nhà vật lý học W. Aston. Thôi rồi rồi, vẻ ngoài thì có thể là giống W. Aston. Không có trong danh sách ngày hôm nay. Làm phát gọi điện xem nào. Hay là thôi cứ thế mà thiêu. Thôi từ từ làm phát gọi điện xem nào. Anh giai này tờ mấy đây? 0301 này. 1425. Chỉ cần một cái giọng nam phát lên thôi, chỉ cần một đúng một cái giọng nam phát lên thôi, mọi thứ nó sẽ rất khác. À đây rồi. Ok anh. Chọc chó phát các bạn. ID của anh nào đây? À không, thấy gì sai với ID à? Ok. Diện mạo này, diện mạo của anh làm sao à? Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn với diện mạo tôi. Ê, éo phải đâu anh ơi. Anh cận lắm. My entry request. Ê, hỏi hơi nhiều mà nó vẫn kiểu vẫn chưa cáu, là hơi mệt nhỉ. Thằng này nó vừa giả mạo, nó lại còn vừa chán anh em ạ. Tôi cần nó cáu để tôi có content. Thôi thiêu nó đi. Ném mẹ đi các bạn, giết mẹ đi. Anh em cho hỏi tí. Cái video lần trước tôi làm cái trò này là tôi để camera không nhở? Nạn đói còn tên 2024. Anh em cho hỏi tí là cái video lần trước tôi làm trò này là tôi có camera không nhở? Tôi quên mỏi mất rồi. Có à? À thế thôi, video này tôi cũng sẽ để camera, tôi đang định cất đi cơ, tại vì sợ các bạn không thoải mái. Anon Smith này. Nhưng mà nếu mà đã làm một cái là có avatar ở trò này rồi thì trò này thì lần này cũng nên làm. Anon Smith 0201. Anh này ở 0201. Anon Smith 7785662. Gọi luôn điện đi, 5123 này. Chờ tí, luôn luôn có tiền điện thoại với mấy cháu. Bà vợ đang nghe máy này. Juno Mali tập cuối. Hoàn thành rồi nhá, hoàn thành rồi. Từ từ, không phải tôi lừa các bạn. Chồng tôi đang không ở nhà. Ok, vậy là bước đầu là như thế. Vừa phá đảo xong, các bạn có thể tua lại nhá các bạn, và xem cái phần tri ân với đến tóc trắng này rồi các kiểu. Mẹ cay quá, đáng ra là game đấy tôi phải phá đảo từ hôm qua rồi. Đáng ra là vậy. 0201 thì nó kiểu nó được trọn vẹn ý, chứ còn để đến ngày hôm nay thì nó hơi nhở. Vào chơi chưa được 10 phút phá đảo mẹ rồi. Lại còn bớt cả game. Mà màn phá đảo game nhạt nhất tôi từng được thấy luôn.
resident of the building. Ông này thì là một nhà văn. Ông này thì ở tầng 0201. Chồng bà này đã nghe máy và xác nhận là chồng bà không có nhà này. Lông mày rậm, có cái ria mép, đội mũ, mặt tròn và tóc ngắn. Lông mày rộng, da đen. Có cái phần miêu tả da đen đúng không nhỉ? Ôi, là lỗi tôi, xin lỗi. Lông mày rậm, tóc ngắn, đội mũ. Rồi. Ê, lát nữa mình check luôn trò này nhé các bạn. Hello Dolphin nhá. Hello Dolphin. Màu đẹp thật. Cảm ơn Dolphin nhá, team Hello Dolphin cái này. Cảm ơn Dolphin nhiều. Lâu lắm không thấy, tưởng quên rồi. Ông này thì có trong danh sách ngày hôm nay. Về phần ID đúng. Thật ra ID có đúng không? Tôi ngại check ID cực luôn, thể số dài. Thôi, bây giờ check số cuối là 322. Check đúng số cuối thôi, 322 rồi. Rồi gọi điện rồi, các thứ đều chuẩn rồi. Thế thì nên cho qua chứ đúng không? Nên cho qua. Mời anh vào cho. Thật ra tôi định thiêu luôn ấy. Tại vì năm này là năm quyền bình đẳng sắc tộc nó. Ôi trời ơi. Nhặt đâu vội được hai con mắt gắn vào vậy? Chưa khớp nhá. Để hỏi nó xem nào. Hay là thằng này nó không biết nói. Chịu rồi. Nói luôn tiếng lợn. Ba ba một hai. Nó nói tiếng lợn anh ạ. Ok. Gặp ngay vấn đề kỹ năng khi hóa trang rồi. Tiếp tục di chuyển đến một người tiếp theo này. Di chuyển tiếp đây, di chuyển tiếp đây. Chị này nhìn cứ sai sai kiểu gì nhở? Chị này là tôi trước đấy tôi đã cho vào rồi mà. Đây chắc chắn là hàng fake. Mia Stone này là hàng fake. Thật ra nên gọi điện phát nữa để check. Đây này, ban nãy tôi cho vào rồi mà. 1425. Hoặc là Mia Stone lần trước tôi cho vào là hàng fake. Còn đây mới là hàng chuẩn. Đúng ta. Đúng rồi mà, vợ ông ấy ở nhà mà, chúng ta vừa cho vào đầu game xong. Rồi. Thế tức là khả năng cao quả này là giả này. Checklist, checklist. Lông mày rậm quá. Từ từ, nhưng mà chúng ta đã chọc chó một tí. Nhìn chị ấy là không xinh. Không phải hỏi nữa, nhìn chị không xinh. Mọi thứ đều ổn. À không ổn chị ơi, không xinh. Quên entry request này. Cái lông mày kiểu gì mà lại lộ luôn thân phận yêu quái vậy. Ủa ơi. Mày không dễ bị lừa nhỉ? Hay là cho chị qua nhỉ? Chị tức rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ éo giờ chuyện đấy cô. Ba làm yêu quái mà lại thái độ lồi lõm quá. Gặp đúng ngộ không rồi. Rồi hoàn thành rồi này. Nhưng mà tôi vẫn chưa gặp được ông ăn mày. Cái đấy là một cái gì đấy khá là tệ ngày hôm nay anh em ơi. Chưa gặp được ông ăn mày luôn. Tao vừa giết mày xong mà. Vừa giết xong thật sự. Ừ,
Mấy anh làm ăn kiểu gì sổng nó rồi. Nhiệm vụ hoàn thành bịp à? Đùa. Hơi phiền đấy nhá. Xin chào nhá, Illinois Surf. Ê, ban nãy mình gọi điện và đây là người đã nào, quá tiền. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Cái thế giới chó gì đây? Thế giới hoạt hình. Hỏi gì vậy? Không hiểu lắm. Hoàn thành Junomali rồi anh em. Nếu như mà không biết là tôi đã hoàn thành chưa, tôi hoàn thành rồi nhá, ngay từ đầu livestream rồi. Cho nên là có thể tua về để xem, có thể tua về để xem. Không, không làm nữa đâu, không làm nữa đâu. Xong rồi, game đấy là xong rồi. Bây giờ đang quay content cho các cháu uống sữa vào hôm thứ bảy. Ngày mai tôi nghĩ là tôi sẽ ra một cái video về Rider Republic, cái trò đạp xe mà lướt ván các thứ đấy các bạn. Ừ, thì mai là tôi nghĩ là tôi sẽ ra. Còn cái trò này là sẽ là để cuối tuần. Thế là đẹp ha, để cho các bạn ăn cơm. Nhiệm vụ là nhiệm vụ vẫn phải làm cho các bạn ăn cơm thôi. Hình như là bà này là giả mạo này. 90% bà này là giả mạo, tại vì ban nãy tôi gọi điện cho chị gái bà này thì chính bà này là người nhấc máy để xác nhận mà. Illinois Shop đúng không? Gọi điện đi. Illinois Shop 6996. Eleanor đang nói luôn. Cả chị và em đều đang ở trong căn hộ. Ok nhá. Rồi, được rồi, được rồi. Để em. Con lợn này. Chọc chó đấy mọi người ơi. Cảm giác rất là hay khi mà các bạn cứ hỏi một người mà biết người ta đang nói dối ấy. ID vớ vẩn này. Entry request là không chuẩn này. Chưa chuẩn. Sống trong xã hội này mình cần sự chuẩn. Rồi, không quan trọng này, hỏi tiếp, chọc chó tiếp này. Cho chọc cái đi. Tao không cho mày nói hết câu luôn cho mày cáu. 33 3312 anh em ơi. Anh em nào sau này định làm bảo vệ nên chơi trò này nhá. Rất là chuẩn đấy, rất là hay. Starter pack về vấn đề kỹ năng bảo vệ cho anh em có thể học sớm. Bạn có thể tiếp tục công việc của mình này. Ok. Nó định kiểu nói gì đó với tôi nhưng mà tôi sẽ không nghe hết nha. Không nghe hết, nghe một lần thôi. Thái độ cái chóa gì. À, anh này là người thật này. Anh này tôi đã. Anh này có sẹo này, mắt này, mũi này, mũ này. Nghe nhìn giống lắm. Gọi luôn đi, 1152. Qua vòng gọi điện thoại này, tôi nói thật là qua vòng gọi điện thoại này phát là gần như là 50% là có thể vào được rồi. Bà vợ nghe, ok. Ông chồng ở nhà không? Chồng là không ở nhà, ok. Ông ấy về chưa? Đây 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 đây, nốt nốt nốt. Hoàn toàn là em có thể thiêu chồng chị cho vui chị nhá. Nhưng mà để em xem nào. Ông này thì là một kế toán. Kế toán cho công ty công à? Public accounting là gì tôi không rõ. 9684 này, kiểm tra mấy số cuối thôi, không gái thời gian đâu. 9684, được rồi. Diện mạo. Mạo quá tiền. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Thử gọi đội đặc nhiệm sau rồi mới bấm nút đỏ thử xem nào. Mình thử rồi nhá, nó không ra cái kết quả gì cả, nó không ra kết quả gì cả. Thử rồi, ở buổi livestream trước có thử rồi. 599684. Kiểu mấy cái trò nghịch nghịch của các bạn ấy, tôi thực sự là tôi đã thử hết rồi nhưng mà nó không có một cái kết quả gì đâu anh em ơi. 0101 này, public accountant. Sẹo có. Nếp nhăn trên trán có. Một lông mày có. Đội một cái mũ, ok. ID chuẩn này. Accountant, public accountant. Accountant, ok đúng này. 0101 Roman Stinsky này. Tên viết đúng chính tả, ok. Có trong danh sách ngày hôm nay không?
Roman Stinky có trong danh sách ngày hôm nay luôn. Người thật đấy các bạn, cho qua thôi, cứ thế mà làm. Nhưng mà vẫn chưa giải được cái câu, cái câu đố ý nghĩa cuộc đời là gì trong danh sách ngày hôm nay không vậy? Ralph Sterling Capucine 0304 6329 này, đọc đúng mấy số cuối thôi nhá. 6329 rồi. Có cái expire date này. Đi thăm bố mẹ bây giờ mới về. Bà này cũng chỉ là nội trợ, tức là không có nghề gì cả các bạn. Thì lý do ra ngoài thăm bố mẹ là hoàn toàn chuẩn. Có thể nói là gần như là hai đi đúng. Vẻ ngoài thì sao? Mắt đội một cái băng đầu này. À không phải, không phải là băng đầu, nó là cái bờm à. Các con gái gọi đấy là bờm đúng không anh em? Ừ, bờm đấy. Mặt dài, mũi to. Nói là xấu gái nhanh cho nó dễ hiểu. Straight hair này. Tóc tóc dài. À đâu, tóc thẳng. Phú bà này nhiều khả năng là legit nha các bạn ơi. Có trong danh sách luôn. Mình thử hỏi nhiều để cho có cáu không đã xem nào. À gọi điện về đã, gọi điện về đã, quên 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 cái bước quan trọng nhất. 4258. Ok. Hello, Alf đang nói chuyện đây. Vợ tôi đang không ở nhà. Cô ấy về chưa? Rồi, vậy là vợ không ở. Có thể đi qua này. Dừng lại ngay. Tiếp theo đi ạ. Cho xem con quái vật nào xấu xấu đi xem nào. Thật ra con quái vật này có xấu xấu, nhưng mà hàng này nhìn chuẩn quá. 568 554 596 329. Thôi chết tôi rồi. Oh my god. Hàng này nhìn cũng chuẩn. Thôi chết tôi rồi. Thôi chết tôi rồi. 568 554 596 329. 568 554 596 329. Ôi thôi chết rồi. Cũng đi thăm bố mẹ à? Ôi ôi, hỏng ơi. Cũng trong danh sách luôn. Khó. Có khi nào mà tôi đã gặp sai lầm không ta? Thật ra lại phải quay lại vấn đề. Đó là kỹ năng của cái con vừa rồi. Nó nếu như mà ê từ từ, cái áo. À áo, áo hoa. Là vậy đó. Thôi chết rồi, phú bà này. Thì như ban nãy tôi nhầm. Hỏi đi. Chọc chó đi các bạn ơi. Nếu như đây là chó thật. Chị ơi em vừa cho một quả giống hệt chị vào. Chị mà là hàng chuẩn thì em xin lỗi. Nhưng mà đấy, nó nhanh chân hơn. Oh my god. Hình như đây mới là người thật. Nãy tôi đã làm cái gì đó sai rồi. Thật ra nếu mà bây giờ tôi cho chị gái này vào nhà ấy thì ông chồng sẽ rất vui, tại vì bây giờ ông ấy sẽ có tận hai người vợ, chắc chắn là sẽ vui các bạn ơi, chắc chắn không vui được nào. Nào quá tiền luôn, nạp tiền vào đó hết rồi bao. Chết mẹ thằng chồng rồi. Chưa đâu, gọi điện chồng nghe bây giờ mà. Đừng nói tôi, vấn đề là có hai vợ không vui nhá các bạn. Không có đâu, chắc chắn là sẽ vui.
Để xem nào. 4258. Nhưng mà hai bà vợ đấy sẽ không quá yêu quý nhau đâu. Ông chồng nghe máy. Vợ tôi đang ở trong căn hộ rồi, kiểm tra lại cho em với anh ơi. Nhanh lên không cái đầu anh rơi bây giờ. Oh my god, hình như đây mới là hàng chuẩn rồi. Ôi, đằng nào cũng chết rồi các bạn ơi. Nếu mà để bà này vào ấy, tôi sẽ bị lộ cái vấn đề đó là tôi là một người bảo vệ tệ, nên là thà giết nhầm còn hơn. Chúc mừng cái con yêu quái ban nãy nó lừa tôi rồi. Hello, đi 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 nha. Nhanh thật. Nhanh thật. Nhanh rồi. Tôi nhanh nhẩu rồi các bạn ơi. Chào em nữ sinh. Em nữ sinh không có trong danh sách ngày hôm nay. Tầng 4. Second floor này. Phòng thứ 4 này. Anastasia Mikhaili. Ai đi đâu con? Anastasia Mikhaili. 1985 132. Phải hết sức là thận trọng này. 132 698. Gọi điện luôn đi, 1346 đi. Anastasia đúng không con? Được rồi nhá. Bắt đầu từ từ từ. Một ba hai sáu chín tám năm ba bốn bốn sáu hai. Một ba hai sáu. Không không không, gọi mẹ nó ra ID nó làm gì. Thế đấy các bạn ơi, nhớ ngủ đủ nhá. 1346. Hello, Nacha. Rồi, không phải là Amdanya Tasa rồi. Con gái của tôi và tôi đều đang ở trong tòa nhà bây giờ. Chọc chó tham, chọc chó tham. Is chọc chó tham. Let's go. Trừ khi đây là một con Doberganger điềm tĩnh. Để xem nó diễn nào. Trông của em hôm nay hơi xấu nhá. Diện mạo của em à? Sao cũng được à? Cũng diễn sâu đấy. Entry request cũng diễn sâu đấy. Mọi thứ đều ổn với cả entry request diễn sâu đấy. Quả đố bờ gang gờ này điềm tĩnh các bạn. Khá điềm tĩnh. Không biết nó có điềm tĩnh khi mà tôi thiêu nó không. Bác gọi đầu chưa bác? Hôm qua bác vừa gọi rồi. Người mới. Anh này là Steven Rootboy. Có ai đó cho tôi cái câu trả lời cho ông ăn mày đúng không nhỉ? Tôi là cư dân của tòa nhà, tôi đến đây với tư cách là một phi công. Mũi đỏ đeo kính các kiểu. Anh này ở tầng 0303. 0303. Pilot. Mũi to, đội kệ à, đeo kính, tóc ngắn và đầu bé. Đầu như một cái con thoi nhỉ, như một cái tàu con thoi vậy. 5658454559655. Tôi hy vọng ban nãy tôi cho bà vợ vào. Tôi đang sợ cảm giác là tôi bị bịt mắt và giết luôn quá. 565
8 4 5 4 5 5 9 6 5. Thế mà đến hiện tại là tôi chưa bị giết nha. 5 6 5 8 4 5 4 5 5 9 6 5. Rồi ID là đúng. ID là đúng. Diện mạo là con trai. Ok, diện mạo được rồi. Có biết mình là phi công đấy. Có biết là mình là phi công luôn. Rồi. Có trong danh sách ngày hôm nay không? Có luôn. 0303 4242 này. 4242 gọi điện nào. Bây giờ chúng ta phải gọi điện 4242. Thiêu đi anh ơi á. Ôi. Chịu em thôi. Ông bố nghe máy này. Con trai đang không ở nhà. Đây là hàng chuẩn nhá. Đây là hàng authentic. Đây là hàng hiệu. Đây là đúng. Đây là chính xác. Không cần cảm ơn đâu. Tao tí thiêu mày rồi đấy. Để xem nào. Người tiếp theo. Và chúng ta hoàn thành cái case. Doppel capture 9. Giết nhầm một người. Doppel mà bạn đã double mà bạn đã cho vào là không. Ôi. Tức là bà vợ bà ban nãy là hoàn thành rất là xuất sắc cái vấn đề cải trang rồi, kỹ năng là có, nhưng mà tại vì bà vợ thật bà ấy về trước, may cho cái bà vợ đấy thật. Nhưng mà tôi đốt nhầm ai nhỉ? Đốt nhầm ai thì công sức đã được ghi công rồi. Vẫn chưa tìm được câu trả lời. Lần này mình sẽ speedrun anh em ơi. Mình sẽ speedrun lần này để tìm cái câu trả lời cho cái ông ăn mày. Lần này mình sẽ speedrun. Anh em định hỏi speedrun kiểu gì à? Rất là cơ bản thôi. Chào đón ông ăn mày thôi. Mình sẽ speedrun nha mọi người. Không có thời gian, không có thời gian. Theo tỷ lệ cái trò này cần này thôi thì sẽ tìm rất là nhanh thôi. Các bạn không cần phải sợ. Mà mấy thằng phải sợ là bọn này 3312 này. Cách speedrun cơ bản. Làm đúng một lần thôi, không làm nhiều đâu nhá. Tắt tí cam đi nào. Bài. À, trong thời gian đấy tôi sẽ câu viewer. À, câu hội viên bằng cách là nếu mà các bạn là hội viên nhá, các bạn sẽ làm mấy con đồ mong ớt chạy chạy trên màn hình. Đấy, vui lắm, hay, hài. Không có cam nhưng mà sẽ có cái này cho các bạn. Đây. Chưa. Nếu mà các bạn là hội viên thì các bạn sẽ được có ở trên màn hình này này. Hay lắm. Vui, đấy. Hiện cả chat của mọi người này. À, từ từ, bấm ai vậy? Chào buổi chiều. Vẫn chưa thấy ông ăn mày. Tôi cần tìm ông ăn mày. Mở hẳn cửa ra đốt thì nhanh hơn mà. Sao gọi là speedrun?
Ừ nhở. Ơ không được em ơi. Tại vì nhỡ mà cái lý do mà mình tìm được cái câu trả lời rồi ấy, nó lại là đến trước cái gì nhở. Ủi ôi. Kinh thật. Ừ, mình đáng ra là mình sắp gặp ông ăn mày rồi thì đấy, bị giết mất thì sao? Speedrun kiểu đấy là không ổn. Tới cuối nó mới giết à? Âu lê lễ. Thật không đấy? Ôi! Thôi không kịp rồi, kệ mẹ đi. Tôi vừa để bát giới vào rồi. Kệ đi ha. Ê ngứa cái tay quá. Do chị đen thôi, chả biết là nói nào. Ngứa cái tay quá. Ẻo. Khiếp. Ơ. Ơ à, vẫn không có ăn mày, không có nhà. Thả nốt pha này các bạn ơi, hôm nay tôi phải tìm được đấy, không phải là ấy đâu, phải tìm được. Ăn mày. Xin chào. Thôi được rồi, như này nhá. À, có rất là nhiều bạn đang xem livestream thì bạn ý đang cho mình cái đáp án rồi. Ok, và mình hoàn toàn là tin tưởng các bạn 100%. Và mình sẽ điền luôn ở đây. Tại vì không mấy khi mà chúng ta gặp được ông nam mày này và chúng ta không có nhiều thời gian để quay ấy. Tôi điền luôn đáp án vào đây. Và cái lý do tại sao lại điền vào đây thì chúng ta sẽ tìm sau khi chúng ta điền. Nó cũng là như vậy thôi. Đôi khi content chúng ta cũng phải flexible một tí, nó phải linh hoạt tí thì... Ok, thế cho nó nhanh. Đúng vậy, thế cho nó nhanh vậy. 4-2 ạ. Vâng, không biết tại sao. Mặc dù cháu vẫn nghĩ là like và sub, nhưng mà 4-2 chuẩn rồi. Thì sao? Tên của nhà khoa học người Úc of the Australian animal
That drastically change its appearance when removed from its natural habitat là gì? Tên khoa học của một con động vật Úc mà thay đổi cái mà thay đổi diện mạo khi di chuyển. When removed from its natural habitat. Khi di chuyển khỏi môi trường sống. À đâu, habitat là gì? Habitat là thói quen tự nhiên đúng không? Mẹ mày tiếng Anh thế nhở? Tên khoa học của cái con động vật mà thay đổi diện mạo của nó khi di chuyển khỏi môi trường sống hay là... Đây là môi trường sống hay là môi trường sống tự nhiên hay là sở thích tự nhiên đấy các bạn? Môi trường sống đúng không? Habitat là môi trường sống đúng không? Ờ, thế thì tôi đúng. Rồi, dịch lại cho chuẩn nhá. Ui, mẹ game tiếng Anh quá. Tên khoa học của con động vật Úc. Thật ra con động vật Úc phải đọc đến đây cũng phải chắc chắn là 90% kangaroo rồi. Động vật Úc thì có thể là con gì khác được ngoài con nhảy nhảy chuột chuột đấy. À, thay đổi diện mạo khi di chuyển, à khi rời khỏi môi trường sống tự nhiên của nó là gì? Kangaroo. Kangaroo. Mau quá tiền. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Streamer học tiếng Anh kiểu gì đấy? Thì đôi khi nó cũng phải hơi lệch tí. Kangaroo viết đúng chưa? Thật ra động vật Úc phải đến 90% là kangaroo đấy các bạn. Kangaroo. Đúng không? Lại con koala. Ơ lại con nhện à? Ơ sao các bạn nói con gì tôi cũng thấy hợp lý nhở? Đùa đấy kangaroo. Ôi trời ơi. Thôi. Sai rồi, làm lại đi. Khiếp. Mau quá tiền. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Hù 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 hù. Sao có những cái bạn mà bạn ấy cũng spam nhưng mà lại đáng yêu thế nhở? Tiếng nghe như tiếng nhạc. Sao music to my ear quá em ơi. Gặp lại ông ăn mày đi làm ơn. Mắt lát quá nhá. Có gặp lại ông ăn mày được không nhở? Ỉa ơi béo thế. Cần gặp lại ông ăn mày. Cần gặp lại ông ăn mày. Ngài ơi chuột túi bét tôn ra. Có đúng không đấy? Ao ra vô lại tỷ lệ gặp ông cháu ăn mày cao hơn á. For real. Cá giọt nước á? Là cá hay là giọt nước vậy? Anh ơi, Psychorolu là con cá. À đâu, khoan đã. Con kangaroo thì hình như là đúng rồi. Mặt gần thế. Nhưng mà tên khoa học của con kangaroo cơ mà, đúng không? Tên khoa học thì nó phải khác chứ, đúng không? Tên khoa học của một kangaroo là gì anh em ơi? Chứ động vật Úc thì đến 90% phải là kangaroo rồi chứ chả phải là con nào khác đâu. Ơ đi qua rồi kệ, đang thả mà em. Đang thả hết, hôm nay mở rộng lòng nhân từ thả hết. Cái gì? Psytrolute. Mà xì có nạp tiền vào đón hết rồi bao. Em ngủ đây, chúc anh Duy Lê ngủ ngon nhá. Trời ơi, anh hứa là anh ngủ ngon luôn, anh hứa luôn. Ba em Tấn Phát nha em ơi, anh hứa anh ngủ ngon em ạ.
Theo nhỉ? Con cá chà bậc. Con cá đấy. Con cá đấy chắc phải đi bằng hai chân. Ờ mà được rồi. Sao thế? Không ăn mày ơi. Chúng ta cần gặp lại ông ăn mày. Mau quá đi ăn. Nạp tiền vào đồ hết rồi bao. Hú hà. Tưởng đi ngủ ấy, em ơi. Hay, hay lừa người lớn thật thằng này. Hay trêu người người ta thật. Hư lắm đấy nhá. Vâm ác, vâm thế bảo sao công khai số điện thoại. Vâm thật. Ủa? Ai top 1 donate rồi hả? Đây đây để bật cái top lên cho anh em. Và... Ủa ôi kiếp thằng kia xấu thế. Và... Top donate đó là... Và đó là... Name các bạn. Name. Donate hơn anh bao nhiêu rồi em ơi? 1 triệu rồi ạ? Uầy. Ơ, đợt này anh em còn thấy Kelvin Khánh không? Hình như Kelvin Khánh còn trả vào xem livestream nữa luôn ấy. Được tất cả nhưng mất Kelvin Khánh rồi. Ông ăn mày đâu nhở? Có mà anh mới thấy à? Kelvin Khánh. À Kelvin Khánh đây mà. À để cho ông Kelvin Khánh này cái cờ lê cho nên là không để ý. Hội viên cơ, ông ấy phải có cái hình hội viên cơ mới đọc được tên. Kelvin ở đây 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 đây. Tưởng anh mất em rồi em ạ. Tưởng em sang chỗ khác rồi. Tưởng em không thích Juno Mali. Đang chờ anh ăn mày, anh ấy đến anh hỏi mấy câu ấy mà anh ấy chảnh ác. Chào bác giới nhá. Trung Kelvin à? Anh Trung Kelvin à? Anh Trung Kelvin đâu? Có anh Trung Kelvin trong livestream thôi à? Má, như nào vậy ta? Oh my god. Nó hiếm quá. Nó hiếm quá, nó hiếm quá. Thôi thôi thôi, nó nhiều, nó nhiều. Nhanh cho tao. Ủa không chơi nữa hả anh? Anh đang muốn tìm gặp ông ăn mày để biết cái ý nghĩa cuộc đời em ơi. Ông ấy có vẻ là một cái gì đấy khá là hiếm trong trò này phải. Anh chán rồi hả? Không chán nhưng mà đấy, đang đi tìm cái ending đấy mà nhưng mà mãi không thấy. Cần ông ăn mày. Khóa lại tí đã nhá. Xong lại mở này. Thì chắc là nó sẽ reset cái gì đấy. Hay là game nó tưởng mình để... Khóa lại này. Xong lại mở này. Ê đi đến cái đoạn này mà mình khóa vẫn không kịp. Đến đoạn này mới khóa này. Khóa đây được không? Ở đây mới kịp. Đi qua đi. Không ai kiểm tra được. Hôm nay tao sẽ chết. Nhưng mà tao phải xem cái ông ăn mày như nào đã. Con gặp con ruồi.
Không thấy nhở? Không có anh em ạ. Môi của anh dai ban nãy trông đúng nghĩa đen là giống như cái bìu thật các bạn. À, nó không thấy nhở? Uống miếng nước coi. Thật lòng mà nói thì khó tìm thật đấy. Này như thằng ngớ ngẩn. Anh đừng bấm chơi lại á, hay là thế nhở? Hay là thoát ra vào lại thì tỷ lệ gặp được ông ăn mày cao hơn, tại vì ban nãy tôi mới vào game là gặp ông ý rồi luôn. Ừ, ban nãy mới vào là gặp luôn rồi. Mau quá đi ăn, nạp tiền vào đồ hết rồi bao. Duy Lê đi tìm ý nghĩa của cuộc sống sau khi chơi xong Junomerly AK. Cũng là một loại content, cảm ơn em đã gợi ý. Thôi được rồi, cho mấy con ở mong ớt chạy trên màn hình cho các bạn vui này. Vậy đi ha. Mấy bố hội viên chat đi, cho mấy con đấy chạy trên màn hình nào. Nhanh 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 cái tay, nhanh cái tay. Từ từ chờ nốt ván này đi, rồi rồi, chúng ta sau hẳn game ra. À, tìm thôi cái anh ăn mày anh chảnh ác. Anh ăn mày anh chảnh ác. Quýt. Nhân vào lại ngay. Mở o đi. Là ní. Nấu. Ơ, sao bọn nó không hiện ra nữa hả anh em? Tự nhiên không thấy mấy con đấy nó hiện ra nữa này. Nó đâu rồi nhỉ? Đây mà. Đề nghị triệu hồi anh em mày. Triệu hồi anh mày. Triệu hồi anh em mày. Triệu hồi anh. Chính là anh em mày. À, not you man, not you. Tay. Khó thật đấy. Đánh Duy Lê bay khắp màn hình. Ta thả cho mấy quả bom này. Đánh. Đâu rồi nhở? Ông ăn mày đâu nhở? Ôi bay ác. Phải setting lại một tí. Cái phần mềm này phiền phết. Window này.
Save này. Bây giờ nó mới full được màn hình anh em ạ. Phần mềm cũng hơi dở ở một cái góc độ nào đấy. Motherfuck. Khó thật anh em ạ. Không phải là muốn gặp ông ý là gặp đâu nhá. Có giá phết. Chắc là phải chơi. Chơi bình thường nhá. Ok. Chơi bình thường đây. Chúng ta đã tìm được ý nghĩa cuộc sống khi mà chúng ta đốt hết tất cả mọi người. Chắc phải chơi đó. Lần cuối cùng thì tôi đốt hết tất cả mọi người và tôi có nhìn thấy ông ăn mày rồi. Ba ba một hai. Phải nói thật nhá, mấy quả làm mấy con Venom kia xấu ác đổi nhân vật đi trông à! Đây rồi. Ngoan xinh yêu của tao. Tôi không nói thế được, cay quá. Nào, như nào bây giờ mọi người ơi? Ý nghĩa cuộc đời, vũ trụ và tất cả mọi thứ sẽ là... Thôi được rồi, các bạn có thể rời đi được rồi. Không cần. Chờ mãi mới được ông ăn mày anh em ạ. 42 được chưa ạ? Điều đó là đúng, vâng, đúng. Nhưng mà tên khoa học của cái con động vật Úc mà thay đổi cái diện mạo của nó khi di chuyển ra khỏi môi trường sống là gì? Thật ra nói đến động vật Úc thì nó phải là 90% là kangaroo. Nhưng mà đây, để xem nào. Tôi sẽ gõ nguyên cái câu đấy ra Google. Ơ, từ từ. What the scientific name of Australia? Ông nào gõ gì đây? Australian Gumtree là gì? Australian Animal. Chờ em tí, pau đi cho chắc kèo. That drastically change appearance. Từng chữ một anh em ơi, nắn nót. Now what the hell? Nạp tiền vào đó hết rồi bao. What a way of time. Nào, what a way of time làm sao? Nãy giờ chờ còn what a way of time hơn. Làm nó phải đúng. Hiểu không? Ô các bạn chắc là đang kỳ vọng tôi là anh là YouTuber và anh đéo biết. Ơ thế đéo biết thế nào đâu được, anh em hiểu không? Biết được, chắc là thằng nào ngoài đời biết được cái này tôi sẽ có cái ánh nhìn khác về nó. Ô thôi, gõ mẹ mình nhầm nút. Cái this. Thôi được rồi nào. The... Tôi phải làm cái hành động dơ bẩn này rồi các bạn. Answer to the beggar.
Thôi được rồi nhá. Anh em ơi, tôi vừa mới tìm tên khoa học của con gấu túi rồi. Nhưng mà tại sao ông ăn mày đấy, ông cứ hỏi mấy câu này nhở? Con gấu túi thì nó lại là có hai loại, nhiều loại gấu túi. Để chúng ta có thể ấy là, thứ nhất là con gấu túi đỏ, cái tên khoa học là Macropus rufus. À, con gấu túi phía tây thì là gấu túi xám với tên khoa học là Macropus gigantus. Con gấu túi phía đông à? À đâu, con vừa rồi mới là phía đông, con này mới là phía tây. Nói chung là nào đây à? Viewer cứu, cứu viewer ơi, cứu. Đây là sức mạnh cộng đồng này, đây là sức mạnh cộng đồng, cứu, cứu, cứu thầy, cứu thầy với. À đây là Dũng Trần này, nghe trông có vẻ rất là uy tín này Dũng Trần ơi. Được Dũng Trần ơi. Mau quá tiền, nạp tiền vào đó hết vào. Lên miệng YouTube hoặc đọc chat nhanh. Có quả Dũng Trần uy tín này. Per sai cho từng chữ một nhá, Dũng đừng có viết sai chính tả nhá Dũng ơi. Anh không viết sai đâu, anh viết từng chữ em viết này. Chờ ro lu cho tất cả những anh em đang xem YouTube. Cái vấn đề tìm ông ăn mày này mất thời gian hơn chúng ta tưởng. Và tôi không biết tên khoa học của con, cái con động vật đấy thay đổi diện mạo, cho nên là mấy anh em view ở kênh chat đang giúp tôi. Hy vọng các bạn có thể thông cảm cho vấn đề đấy, nên là đừng đánh giá, ok. Làm các bạn thất vọng thì tôi xin lỗi. Đây, theo như đúng như những cái gì Dũng Trần, tôi phải kiểm tra lại nào. Sai. Nếu như mà câu này đúng thì chúng ta hoàn toàn có thể tin vào những câu sau. Persai Cholutes này đang phát âm theo kiểu Việt Nam nhất có thể nhá. Macidos. Đúng không anh ơi? Oh! Các câu sau cũng sẽ đúng. Chúng ta tìm được cái ending. Cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cộng đồng Duy Lê. Nhớ like video, đăng ký cho cộng đồng tuyệt vời này mọi người ơi. Rồi. Câu này là tên của bộ môn thể thao mà cho phép người ta đấm vào mặt người đối phương. Bởi vì họ sẽ kiếm được một miếng gì vậy, nhưng mà nó là boxing. Chắc chắn nó là boxing đúng không? À đâu, chess boxing. Chess boxing tức là boxing cờ á. Làm gì có cái môn này nhỉ? Nhưng mà thôi được, gọi chess boxing. Phải không ta? Chess boxing, thứ nhất là chess boxing là không có thật. Nhưng mà tại vì đây là game, cho nên lần này tôi bỏ qua, chứ không thì chess boxing. Chess boxing là boxing cờ hả? Có thật hả? Chess boxing. Má nhằn má. Rồi, chat boxing có thật. Anh này anh căng thẳng rõ luôn. Được các bạn, môn này có thật nhá, chat boxing. Let's go. Đã đúng rồi này. Kiểu kiến thức mới. Kiến thức mới. Câu cuối cùng, các bạn ơi, câu cuối cùng chúng ta sẽ được biết cái ending nó là gì. Ít nhất thì có bao nhiêu lần bạn sẽ phải gấp một cái tờ giấy 0,01 mm độ dày để có thể che lấp được cái khoảng cách giữa trial và model. Trial và model là gì? Tôi bắt đầu nổ não rồi. Trial and model. Hả? Là địa danh có thật luôn đấy hả? Phải gấp bao nhiêu lần hả các bạn ơi?
gấp cái tờ giấy đấy bao nhiêu lần. The Child of the Model, mặc dù nó là ý nghĩa là gì, ok, kênh chat đang bảo tôi câu trả lời sẽ là 38, cho nên là chúng ta sẽ cho số 38 vào. Chuẩn luôn. Và cái chìa khóa đang được giấu, the key is hide. Cái chìa khóa được giấu EQQBXM MBA MVXM. Nhân tiện MVXM, nếu mà đấy là tên của một hãng xe hơi sẽ rất là hay. Uranus hả? Câu hỏi cái thằng cha này bị thần kinh rồi. Uranus là cái gì? Đây là cái gì mới được? Đây là cái gì mới được hả anh em? Đây như là mã, một cái mật mã gì đó. Và viewer của tôi hoàn toàn cái phần này rất là secret. Nếu như mà không có viewer thì chắc chắn tôi không làm được. Anh em, nhắc lại một lần nữa, anh em viewer YouTube đừng có đánh giá tôi, thực sự nó rất là khó. Viewer tôi đang bảo là đây sẽ là khi mà dịch cái mật mã này ra thì nó là hành tinh nào trong hệ mặt trời. Mật mã nó giải ra là hành tinh nào trong hệ mặt trời, và đáp án là Uranus. Không, nhưng mà tôi muốn biết ý nghĩa ở cái câu hỏi đó, đúng không? Ý nghĩa ở câu hỏi là gì? Với cái mật mã này thì ý nghĩa ở câu hỏi đó là EQE. Thôi chúng ta sẽ nhờ Google đi để biết ý nghĩa ở câu hỏi. MBA MVXM XUESMCMS. Chứ còn không thì biết thế nào được cả các bạn ơi. Không quan trọng nữa các bạn. Mình vừa mới tìm được một cái topic về tất cả những câu hỏi của ông ăn mày. Thì cái câu này người ta hỏi đó là vẫn là Uranus. Nó không giải thích cho tôi tại câu hỏi là gì cả. Mật mã của tên sao, thôi được rồi, Uranus có nghĩa là sao thiên vương. Uranus, có phải không? Chuẩn luôn này. Ok. Theo như FSM, toàn cầu, nóng lên toàn cầu, đó sẽ là hệ quả của cái sự thật rằng từ thế kỷ thứ 19, số lượng của 3.3.3 đã bị giảm sút. Xem câu trả lời cho nó nhanh. Ở đây copy paste được không nhỉ? Pirate hả? Nóng lên toàn cầu là vì không có cướp biển à? Hợp lý rồi. Tôi đã định trả lời thế rồi đấy chứ. Tôi định trả lời thế mà. Ai cũng biết điều đấy mà đúng không? Không có cướp biển nên là nóng lên toàn cầu. Chuẩn luôn rồi. Vì bạn đã trả lời tất cả những cái câu hỏi, bạn đã kiếm được cái danh hiệu của tôi. Và gì nữa ạ? Mau quá đi ăn. Tạm biệt. Tiền bảo toàn hết là bao. 10D cho sự nỗ lực của ngài và sự tuyệt vời của kênh chat. Cảm IN nhá. Không điểm cho cái danh hiệu này, tao đâu cần cái này. Chào anh nha anh ơi. Mình chỉ có một cái thắc mắc thôi, là nếu mà không có cái trang web này thì thực sự là có YouTuber nào có thể làm được cái nội dung này và trả lời hết tất cả câu hỏi, tại vì nó rất là vô tri anh em ạ. Nó rất là vô tri để được cái danh hiệu ngớ ngẩn này ạ. Nhưng mà phải nói thật là tôi rất thích bộ môn này. Có lẽ là hôm nào tôi phải chơi phát. Thua là sẽ bị đấm, tuyệt vời chứ. Các bạn cũng nên thử bộ môn này nhá. Tôi thấy nó cũng khá là tốt cho sức khỏe.
Mời anh vào. Và video hôm nay chắc là kết thúc tại đây rồi mọi người ơi. Nếu mà mọi người thấy bổ ích, thật ra mình thấy khá là bổ ích, cái bộ môn boxing cờ đấy khá là bổ ích, thì nhớ cho mình xin một like video và đăng ký kênh. Và hẹn lại mọi người vào những cái video tiếp theo nha mọi người. Bye bye các em. Chúc anh em một cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Di chuyển sang kênh khác, game khác, hay là off live stream nha mọi người. Tầm này tôi cũng phải nói thật là tôi quay video rồi, cái động lực nó không còn nhiều. Tầm này quay xong video rồi, cái động lực không còn nhiều. Ơ, tháng này được nhiều donate thế nhở? Tháng này tôi bắt đầu thu hút được thêm nhiều viewer khác và được khá là nhiều donate nhá, nếu mà các bạn để ý. Khá tuyệt vời. Thì thực ra cái việc được nhiều donate này sẽ giúp tôi khá nhiều trong việc mua game cho mọi người. Off thôi mệt rồi à? Off thôi nhá. Hồi hôm nay livestream bao lâu rồi? 2 tiếng hơn rồi. Thôi off đi mọi người ơi. Thằng Hề, chơi thằng Hề. Chơi nốt thằng Hề đi. Chơi nốt thằng Hề đi. Unlikely. Unlikely. Tên của nó là Unlikely. Hello Linh Khánh, chào mừng đến gói người nhà nha Linh Khánh ơi. Chào mừng em, chào mừng em. Rất chào mừng em ơi. Để tôi tải trò này phát. Chơi nốt trò thằng Hề này thì... Chơi nốt trò thằng Hề này thì chúng ta sẽ nghỉ nhé mọi người. Không hiểu lắm. Game này xem nào. Có tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. C. Mau quá tiền. Nạp tiền vào đó hết rồi bao. Off stream thôi anh ơi. Hay là off stream nhỉ? Thật ra là nhá, cái vấn đề mà mình đang, cái con live stream này mình nghĩ rằng mình sẽ để, bao giờ mình sẽ để full. Mình định chơi trò này nhưng mà thật ra là cũng 2 tiếng rồi. Cái đầu mình nó hết trong trẻo hết rồi, hết cái độ trong của cái đầu rồi cho nên khó có thể chơi được lắm. Có lẽ là mình sẽ off thôi. Hôm nay là phá đảo Junomali, rất vui mọi người đã đồng hành. Cũng muốn ra cho các bạn một cái lịch livestream để các bạn có thể quay lại lắm, nhưng mà mình thực sự là không có, tại vì đôi khi nó vướng việc này việc kia, mình có nhiều thứ phải lo. Nếu như mà được thì các bạn hãy chờ mình vào 9 giờ tối hàng ngày. Ôi hàng ngày thì nghe vâm quá nhở. 9 giờ tối hàng ngày nhé các bạn ơi. Mình sẽ nghiên cứu thêm về cái... chơi game đi anh. Ê nhưng mà sao phải off nhở? Thực ra là bây giờ tôi off tôi cũng không có việc gì để làm ấy. Hôm nay bọn nó đi chơi hết rồi. Hay là tôi chơi game. Nhưng mà không phải là quay content. Được ấy chứ. Ừ, được ấy chứ. Mấy con này vui này. Linh Phạm là ai? Ném ra ngoài đấy. Từ từ tôi ném được hết bọn này ra ngoài không nhỉ? FC24 à? À ok, FC24 thì tôi hết động lực chơi rồi, tại vì tôi lên được cái rank cao nhất của cái trò đấy rồi các bạn. Nó có 10 cái division thì tôi lên division 1 rồi. Cho nên là tôi nghĩ là tôi cũng hết cái động lực để chơi mất rồi. VV Trần xấu thế em? Avatar VV Trần xấu ấy.
Trần Thị Xuyến là ai? Này, vision xấu ấy. Ơ, bị thả này, chết. Người sắt. Ơ, bay được này. Lúc mà bị nhấc lên là bay đấy. Ngon. Từ từ tôi phải test cái gói này. Cái gói này trông có vẻ khá hài. Cái gói này trông có vẻ khá hài. Chúng ta sẽ disconnect này và xem có cái nhân vật gì nữa không. Sao của em đô thế anh? Anh biết đâu, em chọn mà. Connect này. Có rất là nhiều cái comment, cái câu lệnh cho các bạn để các bạn ấy cho bot comment này. Đây 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 đây. Game Battle Royale. Hả? Có rất là nhiều cái lệnh ấy để các bạn chơi với cái này, nhưng mà tôi chưa biết phổ biến cho các bạn như nào. Save and assist. Chúng ta sẽ có, để tôi tìm, tôi tải thêm. Tại vì ở đây nha, nó có cả Pokemon. Pokemon trông khá đáng yêu. Chúng ta có Kirby. Khá là đáng yêu. Animal Crossing. Chúng ta có Among Us. Chúng ta có One Piece. Chúng ta có Legend of Zelda, Dragon Ball, các bạn đã thấy rồi. Little Walker. Xấu quá. Có mấy thằng nhân vật của Mortal Kombat này nhưng không đáng yêu. Hollow Knight đáng yêu phết. Digimon, vừa thấy Digimon đúng không? Dead by Daylight. Con khủng long. Oh my god. Hơi ít nhân vật hả? Ta xem nào, có Naruto không? Tôi yêu Naruto. À không, tôi yêu bộ truyện Naruto, nhầm. Uầy, mẹ ngầu thế. Đây có Naruto rồi các bạn. Akatsuki. Các bạn xem có ai được cái skin Akatsuki không này? Đẹp, hứa là đẹp. Có anh em nào Akatsuki không này? Có mỗi Duy Lê vậy. Chưa thấy có Naruto nha. Chưa có thấy nha. Toàn con gì á? Chưa có Naruto rồi. Anh bấm Battle Royale 500, top 1 được 500 vàng. Được cả vàng hả? Cho anh em tự chơi nhá. Các bạn chơi được không? Không phải rồi. À đâu. Không phải rồi anh em ơi. Ô, các bạn được chơi trên. What? Cái này ngầu quá. Bảo nó trao nhầm lại. Nhưng mà nếu mà thế thì tôi phải để cho tất cả những người đăng ký kênh tôi hiển thị thì nó mới vui chứ. Chuẩn bị cho pha nổ máy này các bạn ơi. Disconnect từ từ. Tôi sẽ cho cả anh em đã đăng ký kênh tôi chơi trò này. Để chuẩn bị nhá mọi người ơi. Chuẩn bị này, mini game khá là hay đấy. Đầu tiên là tôi sẽ để subscriber này. Ok, với limit viewer spawn. Tôi không muốn nổ máy, chúng ta sẽ 50. Nếu mà các bạn vào được tốt, mừng cho các bạn. Nhưng không vào được đừng dỗi tôi. Save and reload này. Connect. Chúng ta sẽ làm quả Battle Royale 500 kết thúc buổi livestream ngày hôm nay anh em ơi. Tôi không hiểu nó hoạt động kiểu gì đâu, nhưng mà thôi được rồi nào. Battle Royale 500. Tham gia đi mọi người. Tham gia đi mọi người. Nổ máy. Ôi máy tôi đang rú, đó là sự thật nhá. Máy đang rú rồi. Chơi kiểu gì vậy? Thật ra Duy đang nhìn đây nhưng mà Duy không hiểu chơi kiểu gì. Nani?
Các bạn join chưa? Đi đến cái này. Sao không nhìn thấy anh em nhỉ? Sao không nhìn thấy anh em nhỉ? Sao nhìn thấy anh em nhỉ? Bao giờ thì được? Anh bấm lúc một mình anh thì có mỗi mình anh thôi á. Thế thì bảo sao? Ok, lại nhá anh em ơi, lại này. Subscriber, in chat. Các bạn phải đăng ký kênh tôi trước đấy nhá thì các bạn mới tham gia được. Chúng ta làm lại nào. Chờ đông đông một tí. Có mắc là 50 người chơi thôi cho nên là chờ đông đông một tí chúng ta sẽ làm lại. Tôi mới động vào cái này chiều nay cho nên là tôi chưa chưa tìm hiểu được cái cách như nào cả. Anh em vào đây, anh em vào đây. Được rồi, có rất là nhiều người rồi này. 50 người thôi, 50 người thôi anh em. Đông đông đủ chưa? Nhìn nhúc 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 quá. Nhìn nhúc quá của cha tôi. Wow. Có trò cho các bạn chơi phát là các bạn được kiểu. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về các mini game để cho các bạn chơi mấy cái livestream tiếp theo nhá. Anh em thấy được không? Từ từ để cho này cho trải nghiệm nó tốt này. Ok. Tôi cần tầm tỷ lệ như này. Được rồi. Ok rồi nhá mọi người ơi. Làm phát nào. Battle. Rồi. Yo. 500. Em đâu á? Chắc là bạn anh em nào mà không vào được xin phép là để lần sau nhé mọi người. Battle Royale 500 rồi. Battle Royale 500 rồi. Hình như bắt đầu rồi này mọi người. Hình như bắt đầu rồi. Đây rồi. Đây rồi, đang được thả xuống rồi. Làm chó thì làm đi. Tôi không rõ đâu, tôi không rõ đâu thề, tôi không rõ là các bạn phải chơi trò này như nào nhưng mà đấy làm gì làm đi. Có đánh nhau không vậy? Có đánh nhau. Chưa ai chết cả, theo cái quan sát của tôi chưa ai chết cả. Chưa ai chết cả. Chết một vài rồi, chết một vài rồi. Chết một vài rồi, ai thắng đây? Mong cho tóc trắng thắng. Nếu mà tóc trắng được tham gia vào trò này, mong cho tóc trắng trắng. À nhầm, tóc trắng thắng, nhầm. Kumet còn một vài này. Pokemon, cái con bay bay kia sao đánh được nó? Rồi. Rồi. Chết thằng Kumet cuối cùng rồi. Còn 3 thí sinh thôi. Một chọc. Chết thằng kia rồi. Violet. Nhìn giống kiểu Violet. Không ai đánh được. Ô. Có một bạn đã thắng này. Con Duy người không ạ. Cái gì đây? Chúc mừng ơi. Chúc mừng ơi. Còn đủ người không ạ. Vãi tên. Tên là còn đủ người không ạ thì chịu. Có nhiều trò nhờ. Anh em thử trò khác không? Để tôi thử xem cái này nó có những cái trò nào nhá. Để tôi thử. Cái này buồn cười phết. Cái này buồn cười phết và dần dần chúng ta đã tăng người lên. Tại vì hình như máy tôi chịu được đấy. Hình như máy tôi chịu được tầm 100 người đây. Thải vậy. Bot comment này. Mini game. Gacha loot. Did you know that you can create your own gacha system in person? But I'll be using my tiers for. À, tôi có thể custom được nhiều chương trình cho các bạn chơi lắm. Phần thưởng để các bạn kiểu may rủi được quà cũng có này, hay phết. Cẩn thận lổ máy anh ơi, lo gì em? Mua 4090 chờ những cái ngày này mà.
I'm gonna show you how to do a nice boss. Có cả đánh boss. Nice, nice. Chúng ta nhá. Có cả đánh boss, có cả đánh boss, boss command này. Cái này khá là mới với tôi. Oh, basketball. Chúng ta có basketball. Câu lệnh là gì đây? Cho anh em chơi bóng rổ nha anh em ơi. Boss battle này, roulette command này, slot machine này. Để tôi xem nào, để tôi xem nghịch được cái nào nào. Thôi rồi, từ từ làm lại cái battle royale nhưng mà với tầm 200 người nhá. Chuẩn bị nổ máy này các bạn. Có bao nhiêu người trong kênh chat nhỉ? Có bao nhiêu người trong kênh chat nhỉ? Chuẩn bị nổ máy này. 200 người nha anh em ơi. Let's fucking go. Hy vọng là tóc trắng thắng một trận nào đấy, hiểu không? Anh hy vọng là em thắng nha tóc trắng ơi. 200 người chơi này mọi người. Tôi không biết là các bạn chơi kiểu gì nhưng mà đấy, 200 người chơi. Nó hiện ra chưa? Nó đang hiện rồi, nó đang hiện rồi. Anh em chờ xíu. Nó đang hiện rồi ha. Đông vãi. Đông vãi, 200 người đấy các bạn. Làm pháp Battle Royale 200 người trên 800 người. Nếu mà các bạn không tham gia được thì anh em nhìn thấy tên mình chưa? Nhìn tên mình hết chưa? Nổ mẹ chat rồi. Nhìn tên mình hết chưa anh em ơi? Go 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 này. Rồi. Rồi. Đông rồi. Lác có thấy lác rồi. Có đông có lác. Làm trận Battle Royale này. Ok 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 mọi người nhá. Chuẩn bị này, chuẩn bị này. Để xem ai là người thắng này. Những cái dòng lệnh nó được gõ rồi. Battle Royale 500. Nếu mà là 200 người thì chỉ là 200 thôi chứ không? 500 thì... Đi à! Thấy tên mình hết chưa mọi người ơi? Thấy tên mình hết chưa? Chơi này! Chơi này! Go 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 go! Đông ác ạ! À. Chả nhìn gì ạ? À. Đông ác! Vào rồi này. Nó đông quá. Nó đông quá. Ui. Mày ơi chịu được đi em ơi. Mày ơi chịu được đi. Chả mấy khi anh nhờ mày. Thôi nó rú rồi. Nó rát rồi rú rồi. Oh my god, nổ máy cơ, nổ máy luôn, được. Không vấn đề gì. Từ từ tôi không nhìn thấy tên ai mà bình luận luôn. Nhưng mà trận này tôi đặt kỳ vọng vào... Thôi tôi đang định bảo đặt kỳ vọng vào con rồng Pokemon nhưng mà nó chết rồi. Còn ai? Duy Lê! Duy Lê có thể sống không? À... Tôi định can thiệp vào trận đấu nhưng mà không được. Cho mấy cái cho vui này. Yeah! Ngọc là người thắng nhá. Tôi không hề can thiệp nhá. Chúc mừng Ngọc. Cảm ơn. Cảm ơn. Không biết nữa, nhìn nhung nhúc tôi muốn cho quả bom mà thật. Lại. Lần này nhá, chúng ta tăng số lượng lên thành 300 người. Máy tôi chịu được vì chúng ta có thể, ok? Vì chúng ta có thể anh em ạ.
Đâu rồi nhỉ? 300 người đi. 300 người đi, cho nó xôm. Livestream vâm vãi trường. Mới đây xem nào, 300 người, chúng ta sẽ lấy con số là rơi vào một nửa kênh chat của tôi nhá. 800 người thì thôi để 400 người chơi nhá. Các bạn nhớ là các bạn đã phải đăng ký rồi nha anh em. Đã phải đăng ký rồi thì mới làm được. Thì các bạn may ra mới được góp mặt 400 người. Giới hạn để thử sức của cái bộ máy tính nào xem nào. Để thử sức bộ máy tính này nào. Nốt trận này nha mọi người ơi. Nốt trận này. Hiện chưa, hiện chưa? Hiện chưa, hiện chưa? Ồ đúng. Dần dần rồi vào, dần dần rồi vào. Rồi. Đây rồi. Đây rồi, 400 người đây rồi. Ô, mấy con Akatsuki đẹp quá. Đẹp quá. Chưa đủ 400 đâu, chờ xíu. Chưa đủ 400 đâu mọi người ơi, chờ một xíu nha. Tặng anh em mấy quả bom này. Vào chưa? Vào đông đủ chưa? Hình như là đủ rồi á, 400 người đấy. Nhìn giống có 400 người lắm. Từ từ Duy Lê này. Một lần thôi bot nó không có cái gì đấy. Phải hơn nửa kênh chat của tôi rồi đấy. Bây giờ còn 750 người đang xem. 400 người là hơn nửa rồi. Vào nhá. Vào này. Chơi. Xúc ló anh em ơi, xúc ló, xúc ló. Thấy tên mình chưa mọi người, thấy tên mình chưa? Khô gà ngon quá gì kia, bố nào chát khô gà ngon quá kia. Đồng vãi trưởng. Đồng vãi trưởng. Ê cứ kết buổi livestream mình làm mấy cái này để xem kiểu. Nếu mà các bạn là người chiến thắng nhá, chúc mừng các bạn sẽ rất may mắn vào ngày hôm sau ấy, tôi cảm giác là vậy. Tại vì đông như này mà các bạn chiến thắng thì đấy. Nào xem nào. Ê, mấy cái thằng nó to như kiểu Akatsuki thế, máu nó có trâu hơn không nhỉ? Chắc không đến mức thế đâu ha. Thấy tên mình cho mọi người ơi, chuẩn bị vào đấm nhau này. Đấm nhau này. Máy rú rồi. Không sao, không sao. Hoàn toàn là xứng đáng thôi. Đặt chọn niềm tin vào Itachi, Itachi ơi. Itachi ơi, đặt chọn niềm tin vào Itachi. À đâu, đấy không phải Itachi rồi. Rồi, chết rồi. Anh trai của Itachi thì sao? Chết luôn rồi, Madara chết rồi. Akatsuki chết hết rồi à? Ôi, chết hết rồi này. Son Goku, đặt niềm tin vào Son Goku. Có sút từ Son Goku rồi. Thôi rồi, lần này tôi sẽ đặt lại niềm tin vào người dễ nhìn thấy nhất, đó là Thành gì đây? Lỗi phông không đọc được, nhưng mà là crewmate màu xanh. Crewmate màu xanh cố sống em ơi. Crewmate màu xanh cố sống em ơi. Crewmate màu xanh hoàn toàn là có thể được top 1 nhá. Crewmate màu xanh ơi, thằng kia ăn máu cái gì đấy? Crewmate màu xanh ơi, thắng đi em ơi, ăn máu đã, ăn máu đã. Ăn máu đã, trời ơi, thua thằng Dũng lớp 9 mất rồi. Trời ơi, khá là tiếc cho crewmate màu xanh. Chúc mừng Dũng lớp 9, mai sẽ là ngày rất là may mắn của em, chúc mừng em. Anh nhìn thằng crewmate màu xanh thấy đẹp quá nên muốn nó thắng. Mẹ đồng ác. Làm lại trận nữa đi ha, làm lại trận nữa đi. Anh bảo mọi người đừng spam attack à? Ờ thế á? Đúng rồi,
Server nó không phản hồi kịp đâu mọi người. Không spam cái đấy làm gì, bet hoàn toàn là hên xui đấy. Battle Royale 500 này, làm phát nữa đi xem. Lần này mà lại cũng boom. Dũng lớp 9 nó thắng nữa thì chịu. Chúng ta sẽ làm với khi nào có Itachi thắng nhá mọi người ơi. Tôi muốn nhìn thấy Akatsuki đứng trên đỉnh. Tôi muốn điều đấy. Lát nữa là sẽ có trận đấu nội bộ của mấy anh em hội viên. Bóng dáng của Akatsuki vẫn còn. Cố lên Akatsuki, cố lên. Dối quá, không nhìn được nhiều. Dối quá. Nhanh quá nhở. Sao xong rồi? Dòng Pokemon. Tôi đặt niềm tin vào dòng Pokemon. Dòng Pokemon mạnh phết. Mạnh cực. Đánh nhau, đánh nhau. Khoan, tình thế có thể thay đổi. Thôi không, dòng Pokemon nó lại ra ăn máu rồi. Thôi, nó thắng rồi. Chúc mừng Tiêu em ơi. Và đây sẽ là trận đấu mà tôi mong chờ nhất. Nhảy nhảy cái chó gì. Trận đấu này sẽ ở cho mấy anh em hội viên thôi nhá. Cho nên là anh em nào muốn tham gia vào trận đấu này thì đấy. Nhanh nhanh còn kịp này. Nhanh nhanh còn kịp này mấy anh em hội viên ơi. Ai có tham gia đếm ngược 2 phút cho anh em tham gia hội viên này. Tôi ra đây tôi check tin nhắn. Có tin nhắn ban nãy có bạn donate qua số tài khoản mà tôi chưa đọc được. Có bạn. Sacombank 10.000 đồng của anh em nào đây? Nguyễn Quang Huy. Em đéo biết donate trên Play ở đùa được em. Ok em, anh hiểu rồi. Thôi nhá, không ai vào hội viên phút cuối đúng không? Thôi được rồi. Thôi được rồi. Khều khều tí thấy tụt view rồi. Được rồi, hiểu rồi, không thích gì. Được rồi, hiểu rồi. Để cho làm trận nội bộ cho mấy anh em hội viên nào, xem anh em hội viên nào là vâm nhất. Tôi sẽ đặt chuyên mục này là chuyên mục hội viên vâm vào cuối mỗi live stream của tôi. Hội viên vâm ngày hôm nay sẽ là ai? Battle Royale. Hội viên vâm mọi người ơi. Mấy em hội viên vào hết chưa? Xem ai là người thắng nào. Cho em xin chỗ mua quần đó. Cái chỗ đấy nó bán đúng cái quần này thôi, anh mua cái duy nhất còn lại rồi. Em thông cảm. Mong là IN thắng á. Anh mong là tóc trắng thắng. Tóc trắng nay cứu anh quả. Được, đét. Mong là tóc trắng thắng nha tóc trắng ơi. Tóc trắng xứng đáng lắm nhá. Cố lên tóc trắng nhá. Mấy em hội viên cố lên này. Đặc biệt là tóc trắng này. Thật ra là cố cái chó gì. Hoàn toàn là hên xui thôi. Nhân phẩm em ơi, nhân phẩm. Em đâu anh sẽ hiện hết thôi, chờ một chút. Cố lên tóc trắng ơi, W gamer em ơi, W viewer em ơi. Hình như là đủ hết rồi đó. Kênh tôi ít hội viên ác mẹ. Kênh tôi ít hội viên ác. Vào nha. Vào này. Thật ra là hy vọng tóc trắng thắng. Hy vọng tóc trắng thắng, tóc trắng ơi. Cố lên em. Hôm nay em cứu anh quá. Cố lên em. Có cả thằng Duy Lê tham gia kìa. Chưa nhìn thấy tóc trắng này. Tóc trắng bé tí á. Ôi đừng chọc thằng tóc trắng nữa. Thằng Chiết Lê ơi. Rồi Chiết Lê bị chọc rồi. Tóc trắng đang chạy chỗ rồi. Đang chạy chỗ vào đấy à.
Phải khô máu với Hoàng Hói à? Hoàng Hải chứ nhầm. Stark Gaming đã tan biến. Giyutomiya vừa giết chết Lê rồi. Ok, tóc trắng đang yêu Giyutomiya rồi. Tóc trắng có thể thắng các bạn. Không thể rồi. Người thắng lại là Di Lê sao? Tóc trắng ơi đừng giết anh em ơi. Đừng giết anh em ơi. Ok. À, tóc trắng chắc là chết rồi. Ờ, không được rồi. Top 3 cho tóc trắng. Crewmate thắng rồi. Bad Boy XD. Chúc mừng Bad Boy XD. Hội viên Vâm ngày hôm nay. W Viewer nhá mọi người. W Viewer cho Sad Boy XD. Chúc mừng em. Lần đầu em donate không biết đúng không? Em làm hoàn toàn là đúng rồi em ơi. Cảm ơn em nhiều. Donate của em sẽ kết lại buổi livestream ngày hôm nay của anh. Ok, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Tôi thực ra là có thể ngồi tán gẫu với mọi người được, nhưng mà tôi nhận ra cái chương trình đấy nó cũng không quá giải trí. À, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé, ngủ ngon nhé mọi người ơi. Thôi được rồi, phải ngủ thôi, phải nghỉ thôi. Hẹn mọi người vào buổi ngày mai, chúng ta sẽ livestream tiếp. Maybe là vậy. Nhưng mà cứ đón chờ vào lúc 9 giờ tối nhé. Nốt đi anh á, thôi. Thôi phải, cái gì mà nó lâu quá nó cũng gây cảm giác hơi chán ấy. Phải để cho các bạn kiểu thòm thèm vào ngày hôm sau nữa. Thế. Cái thằng Dũng lớp 9 này nó cứ thắng suốt thế nhở, thằng Dũng lớp 9 này. Hoàng Hải 22 đô. Ủa, các bạn thắng được ở trên stream avatar luôn ấy. Ủa. Ủa, em thắng slot này. Chúc mừng em ơi. Chúc mừng em. Thôi ngủ thôi mọi người. Chỉ cho các bạn nhớ nhớ tôi tí đã chứ cứ xuất hiện suốt ngày. Bye bye mọi người nhá. Bye bye mọi người. Bye bye anh em. Chúc em ngủ ngon. Bye bye.